Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 33. Về phần tu luyện anh không có sốt ruột, sau khi trôi qua vài ngày chuẩn bị năm mới, anh sẽ sử dụng tam chuyển kim đan. Mặc dù tam chuyển kim đan liên thành nhưng anh không sử dụng, đan dược bậc này hiện tại là đan dược cao cấp nhất trong tay anh, sau khi dùng đương nhiên sẽ tấn thăng, về phần có thể tăng lên bao nhiêu thì phải xem tạo hóa, thuộc tính linh căn ngũ hành của anh khác với người thường, sử dụng tam chuyển kim đan cần phải cẩn thận mới được. Sáng sớm hôm sau, Dương Bách Xuyên bị một hồi chuông điện thoại đánh thức. Cầm lên xem thì là Lưu Tích Kỳ gọi tới. Thiết Đản, gọi điện thoại sớm vậy là có việc sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Điện thoại anh truyền đến giọng oán giận của Lưu Tích Kỳ nói, thằng nhóc nhà cậu thành thật khai báo đi, tối hôm qua có phải đã gây họa cho Trương Thiến người ta không? Đừng phủ nhận, tôi đã hỏi nhân viên phục vụ nói tối hôm qua cậu uống nhiều là Trương Thiến đỡ cậu về phòng. Nhưng cậu biết không, sáng sớm tôi quay về công ty thì nhìn thấy đơn từ chức của Trương Thiến, mọi người đều không thấy, chỉ để lại một lá thư rồi đi, cậu nói đi, cậu đã làm gì rồi? Hiện tại Trương Thiến quản lý chuyện quan hệ xã hội ở Cố Đô, mặc dù cô ta có dã tâm, nhưng không thể phủ nhận là rất có năng lực, thằng nhóc nhà cậu rốt cuộc đã làm ra chuyện gì rồi, làm sao lại chỉnh đến nỗi người ta từ chức thế? Nghe xong lời oán giận của Lưu Thích Kỳ, Dương Bách Xuyên cũng kinh ngạc. Cô gái Trương Thiến kia cũng không cần phải phản ứng lớn như vậy chứ. Ngẫm lại, anh vẫn nên nói sự thật cho Lưu Tích Kỳ biết, miễn cho anh ta hiểu lầm nói mình không giúp công ty thì thôi, còn gây thêm phiền phức. Chờ Lưu Tích Kỳ nghe Dương Bách Xuyên giải thích xong, anh ta lập tức bật cười ở trong điện thoại, cười đã rồi mới nói, tôi nói rồi, thằng nhóc nhà cậu không phải vẫn luôn phong lưu phóng khoáng sao? Sao lần này lại cố tình làm Liễu Hạ Huệ thế? Hiện tại hay rồi. Sướng lại không muốn, còn làm con gái người ta tổn thương, ha ha ha, được, người làm quan hệ xã hội tôi đang tìm rồi, thằng nhóc nhà cậu tự giải quyết cho tốt đi, lần sau gặp phải loại này cứ phong lưu vô sỉ là được, cũng đừng làm Liễu Hạ Huệ. Dương Bách Xuyên mắng chửi, cút con mẹ nó đi. Đối với phản ứng thái quá của Trương Thiến, anh cũng chỉ hơi kinh ngạc chứ không để ở trong lòng, muốn đi thì đi đi, anh cũng không có cách thao túng người khác, hơn nữa cách làm của Trương Thiến quả thật làm cho anh rất phản cảm. Chuyện này chỉ trách lòng dạ của người phụ nữ kia chứ không thể trách anh được. Sau đó anh nói với Lưu Tích Kỳ, nhanh chóng xử lý xong chuyện trong tay, chúng ta cùng nhau về nhà, ngày mai đã là 30 rồi, tôi chờ cậu về cùng đấy. Các cậu cứ đi trước đi, buổi chiều tôi sẽ lái xe về, mấy tiếng thôi, muốn nghỉ ở công ty cũng phải sắp xếp một số việc. Lưu Tích Kỳ nói, vậy tôi sẽ bảo Lục Tuyết Hy ở lại, hai người cùng nhau trở về. Dương Bách Xuyên ngẫm lại nói. Đừng, trong khoảng thời gian này cũng không xảy ra chuyện gì, hộ pháp Lục cũng đủ mệt rồi, hai người cứ trở về trước đi, chỉ một buổi chiều sao có thể xảy ra chuyện gì được, xong việc tôi sẽ lập tức về ngay, cứ như vậy đi, bên tôi còn có việc bận. Nói xong, Lưu Tích Kỳ liền cúp điện thoại. Dương Bách Xuyên ngẫm lại cũng không thèm để ý nữa, dù sao Lưu Tích Kỳ cũng trở về ngay buổi chiều. Cũng đang là cuối năm rồi, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh gọi điện thoại cho Bộ Thanh Mai, bảo cô năm sau cứ tìm tới Vân Môn, cũng gọi điện thoại cho Độc Cô Vô Tình nhưng vẫn tắt máy như trước, dứt khoát quên đi. Sau khi xuống lầu, anh nhìn thấy Lục Tuyết Hy đã đứng lên. Hai người lái xe đi thẳng về quê, anh ra ngoài một thời gian dài rồi, trong nhà chắc chắn rất sốt ruột. 3 giờ chiều là anh lái xe về đến nhà. Xe lái thẳng vào làng cũ, bởi vì anh đã gọi điện thoại trước nên tất cả mọi người đều chờ ở đầu làng. Vừa xuống xe, Dương Bách Xuyên nhìn thấy tất cả mọi người đều ở đây, trong lòng cuối cùng mới thở ra một hơi, không có chuyện gì là tốt rồi, ngẫm lại cũng có cao thủ như Tử Tiên lão đầu ở đây, cộng thêm lần trước giết gà dọa khỉ, thông thường hạng người xấu xe sẽ không dám đến Vân Môn quấy rối. Anh! Dương San San vui vẻ kêu to. Sao anh Thiết Đản lại không tới? Dương San San nhìn thấy trong xe chỉ có Dương Bách Xuyên và Lục Tuyết Hy, hơi thất vọng hỏi. Ha ha, còn chưa lập gia đình đã một lòng với người ta thế à? Yên tâm đi, chiều nay Thiết Đản sẽ trở về, công ty của cậu ta vẫn còn việc cần xử lý. Dương Bách Xuyên cưng chiều sờ sờ đầu em gái. Anh nói cái gì vậy? Dương San San đỏ mặt. Em còn có thể làm hài lòng anh hay sao, bà nội đâu? Bà nội ở nhà chờ anh đó. Đi thôi, về nhà trước rồi nói sau.
Anh, chị vô tình đâu? Cô ấy về quê dỗ ông bà rồi. Ồ. Vừa đi vừa nói chuyện, Dương Bách Xuyên đến bên cạnh Triệu Nam, hai người nhìn nhau cười nhưng cả hai đều không nói nên lời. Ninh Kha, U Dương Ngọc Thanh đều ở đây, Dương Bách Xuyên nhìn thấy trong lòng các cô đều vui vẻ hẳn lên, ngoại trừ độc cô vô tình và Lâm Hoan, còn có Viên Kim Phượng vẫn chưa trở về, mấy cô gái khác đều đến đông đủ. Ba đệ tử của anh cũng đều không tệ, liếc mắt đã nhìn ra, tu vi của Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân tăng lên không nhiều lắm. Độc Cô Hối là luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, Vương Tông Nhân là luyện khí kỳ tầng 8, ngược lại là tam đồ đệ võ kiếm khiến Dương Bách Xuyên phải nhìn với cặp mắt khác xưa. 20 ngày không gặp, không ngờ võ kiếm đã là luyện khí kỳ tầng 9, tương đương với Độc Cô Hối. Nhưng thoạt nhìn, tu vi của ba đồ đệ đều có bình cảnh, trong lòng anh nghĩ cũng là thời điểm thả bọn họ ra ngoài rèn luyện tâm cảnh rồi, nếu không rất khó đột phá. Lý Đại Nghị và Trần Bảy Roi cũng đạt tới luyện khí kỳ tầng 7, em gái Dương San San và Triệu Nam, Ninh Kha đều là tu vi luyện khí kỳ tầng 5 tầng 6, chỉ có U Dương Ngọc Thanh sau này mới luyện khí kỳ tầng 1 đỉnh phong. Khưu Vân và đạo trưởng Phương cũng là luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong. Tử Tiên lão đầu thì không thấy đâu, chắc là đang ở nhà tổ. Sau khi chào hỏi từng người một, Dương Bách Xuyên trở về nhà gặp bà nội. Đương nhiên còn có mẹ của U Dương Ngọc Thanh cũng ở đây, còn đang tám chuyện với bà nội. Sau khi nói chuyện, Dương Bách Xuyên chuẩn bị đi tìm Tử Tiên lão đầu, tốt xấu gì cũng muốn đi cảm ơn một tiếng, không có Tử Tiên lão đầu ở đây, anh ra ngoài cũng không thể yên tâm như thế. Lần này đến võ đang có mang theo một ít linh tử, Tử Tiên lão đầu hẳn là rất thích. Nghe đại đồ đệ Độc Cô Hối nói, trong khoảng thời gian này, Tử Tiên vẫn uống rượu cùng hai con chồn Hương Hương và Hầu Đậu Đậu, sống rất yên ổn, rượu Hầu Nhi cũng uống hết rồi nhưng lại không ầm ĩ. Điều này lại làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy kỳ quái, không có Hầu Nhi uống rượu cùng, Tử Tiên lão đầu cũng không ầm ĩ, điểm này không giống ông ta chút nào nha. Sau khi Dương Bách Xuyên ra khỏi cửa đã đi thẳng lên núi chính thôn cũ, Tử Tiên lão đầu nói mấy ngày nay vẫn luôn ở trên núi. Khi Dương Bách Xuyên lên sau, trong tai lại nghe được một tiếng chó sủa quen thuộc, trên mặt lập tức vui vẻ. Vượng vượng. Một cái bóng màu vàng nhanh chóng chạy đến chỗ anh. Bóng dáng màu vàng lóe lên kia chính là con chó cưng Vượng Tử của Triệu Nam. Dù lâu rồi không gặp nhưng nó vẫn nhớ rõ Dương Bách Xuyên, từ xa đã chạy vội đến đây, nó rung đuôi phấn khích xoay quanh người Dương Bách Xuyên thể hiện sự vui mừng của mình. Có một khoảng thời gian, Dương Bách Xuyên biết Triệu Nam đã gửi Vượng Tử ở cửa hàng thú cưng, bởi vì không có đủ thời gian để chăm sóc nó, bây giờ đã thấy nó xuất hiện ở đây, hiển nhiên Triệu Nam đã nhận nó về. Dương Bách Xuyên vỗ vỗ đầu của Vượng Tử, cười nói, Vượng Tử vẫn còn nhớ rõ tôi sao? Gâu gâu! Vượng Tử sủa hai tiếng đáp lại, giống như muốn trả lời rằng nó không có quên. Nghĩ lại cũng thấy đúng, trước kia anh luyện chế ra mấy viên đan linh thú, cũng đưa cho Triệu Nam một viên để cô ấy cho Vượng Tử ăn. Kể từ đó, mối quan hệ của con chó này và Dương Bách Xuyên chuyển biến rất lớn, nó rất thích Dương Bách Xuyên. Đã quá lâu không gặp, thái độ của Vương Tử so với lần cuối gặp mặt quá khác nhau, toàn thân nó đều tỏa ra linh tính, không sai, từ khi ăn được đan linh thú khiến cho Vương Tử mở ra linh trí, có tiềm lực chuyển hóa thành linh thú. Sau đó, Dương Bách Xuyên từ trong hồ lô càn khôn lấy ra một viên đan linh thú cho Vượng Tử. Gâu gâu gâu. Biết được thứ được cho là thứ tốt, Vượng Tử vui vẻ sủa lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Điều này cũng khiến cho con chồn Hương Hương và Hầu Đậu Đậu kêu lên mấy tiếng từ phía xa chạy đến. Chỉ trong chớp mắt đã bay đến bả vai của Dương Bách Xuyên. Xèo xèo. Xèo xèo. Hai con linh thú giống như ghen tị, gầm rú với Vượng Tử. Mà Vượng Tử bị con chồn Hương Hương và Hầu Đậu Đậu gầm rú, thân thể nó run lên. Dương Bách Xuyên cười khổ, chúng mày đừng bắt nạt Vượng Tử, nếu dám bắt nạt nó, tao xử lý chúng mày. Dương Bách Xuyên cảnh cáo con chồn Hương Hương và Hầu Đậu Đậu. Tuy bây giờ Vượng Tử đã được ăn đan linh thú nhưng cũng không có cách nào so sánh với con chồn Hương Hương và Hầu Đậu Đậu. Hai đứa chúng nó là dị thú có huyết mạch hậu duệ từ thời Hồng Hoang, hơn nữa đều đã trải qua một lần tự tiến hóa huyết mạch, còn Vương Tử dù sao cũng chỉ là một con chó bình thường, tuy rằng đã mở ra linh trí nhờ đan linh thú,
nhưng về sau có tiềm lực tiến hóa hay không vẫn phải dựa vào ý trời. Về mặt lý thuyết, bất kỳ động vật nào sau khi mở ra linh trí, nếu có đủ linh khí để chống đỡ thì đều có thể trở thành yêu tu. Vượng tử ở trước mặt con trồn Hương Hương và hầu Đậu Đậu là đàn em, cho dù có to gan cũng không dám trêu chọc hai chúng nó. Có Dương Bách Xuyên cảnh cáo, con trồn Hương Hương và hầu Đậu Đậu cũng không dám bắt nạt vượng tử. Ở Vân Môn có ba con linh thú ở đây, dù sao cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng có thể thêm chút náo nhiệt. Thời gian sắp tới, con trồn Hương Hương và hầu Đậu Đậu đều có sức chiến đấu, nhưng cũng không nên trông cậy vào chúng nó quá nhiều, vì dù sao sức chiến đấu của chúng nó cũng có hạn, tốt nhất là để cho chúng nó tiến hóa thêm một lần nữa, có thể trở thành linh thú bảo hộ của Vân Môn. Mà đối với vượng tử, Dương Bách Xuyên cũng không bạc đãi nó, dùng đan dược nuôi nó cẩn thận, ít nhất có thể đem tuổi thọ của nó kéo dài, coi như là báo đáp nhân duyên của chủ tớ hai người. Sau khi đem ba con linh thú mỗi con ăn một viên đan bồi nguyên, Dương Bách Xuyên hỏi sóc nhỏ Hương Hương. Tử tiên lão đầu đang ở đâu, mày mang tao đến chỗ đó đi. Xèo xèo con trồn Hương Hương nhảy xuống từ bả vai anh, đi trước dẫn đường. Dương Bách Xuyên lật tay, trên tay anh xuất hiện một vò rượu lấy từ kho rượu ở võ đang, đi theo sau sóc nhỏ, phía sau còn có hầu Đậu Đậu và vượng tử. Nếu ở cổ đại, thì đây chính là tư thế của thế tử đang xuống phố du ngoạn. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của sóc nhỏ, Dương Bách Xuyên thấy tử tiên lão đầu. Trong tai anh cũng nghe được tiếng nói lầm bầm khoái chí của ông ta, sóng Trường Giang, sóng Trường Giang. Chỉ thấy tử tiên lão đầu vô cùng thích chí đang nằm trên một khối đá cứng nhắc, hai chân vắt chéo, miệng nói lầm bầm, trong tay ông ta còn cầm một bình rượu nhỏ, bên người còn bày một hũ rượu lớn, ít nhất có thể đựng được 10 cân rượu nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc vờn quanh mũi Dương Bách Xuyên, anh tự hỏi đây chẳng phải là hương vị của rượu hầu nhân hay sao? Trong lòng anh còn nghĩ rằng, tử tiên lão đầu từ khi nào lại chịu uống rượu xa hoa như vậy? 10 cân rượu lớn đó nha. Trước khi đi anh đã dặn dò đệ tử thứ hai Vương Tông Nhân, lượng rượu mỗi ngày đưa cho tử tiên lão đầu không thể vượt quá 1 cân. Bây giờ có lẽ Vương Tông Nhân không là theo những gì anh dặn dò, đưa rượu cho ông ta còn lấy hết hàng chữ tồn kho nữa à? Tông Nhân ơi là Tông Nhân, chờ xem tôi trở về xử lý cậu như thế nào. Dương Bách Xuyên nghiền răng nghĩ thầm, nhưng lại nhận ra có gì đó sai sai. Tính cách của đệ tử thứ hai Vương Tông Nhân anh biết rất rõ, là một trong ba đệ tử của anh, là người ổn trọng, anh ta không có khả năng không nghe theo lời anh dặn dò. Hơn nữa, nếu như anh đã rời đi lâu như vậy, nếu từ sớm đã uống rượu như vậy, thì tử tiên lão đầu đã uống hết sạch bách rượu hầu nhân rồi, tại sao còn phải đổi sang hũ rượu lớn chứa rượu nữa chứ? Phải biết rằng khi nhắc đến rượu hầu nhân, đó chính là linh tử. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên chấn động. Trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ, sơn động của lão gia hầu Đậu Đậu, là nơi chứa của rượu hầu nhân. Chuyện này giống như, tử tiên lão đầu đã tìm ra sơn động kia rồi, tìm được gia tộc sản xuất rượu hầu nhân của hầu Đậu Đậu, nên mới uống rượu thoải mái như vậy. Mà địa điểm cụ thể anh không nói cho tử tiên lão đầu. Nhưng mà, hầu Đậu Đậu và con trồn Hương Hương biết. Đúng rồi, nhất định là lúc hai đứa này đi dạo chơi. Dẫn theo cả tử tiên lão đầu đến chỗ sơn động đó. Đây chính là quân bài chưa bật mí cuối cùng của anh để kiềm chế tử tiên lão đầu, giờ thì tốt rồi, quân bài bí mật gì đó đều không còn. Dương Bách Xuyên nghĩ đến đây, trong lòng đau như nhỏ máu. Anh nhìn hầu Đậu Đậu và con trồn Hương Hương, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Hương Hương, Đậu Đậu, có phải hai đứa chúng mày mang tử tiên lão đầu đến sơn động, làm lộ hết chuyện rượu hầu nhân hay không? Chi? Xì xì, con trồn Hương Hương và hầu Đậu Đậu, từ khi linh trí được khai mở cho đến bây giờ đã có thể hiểu được những gì Dương Bách Xuyên nói, nhìn thấy sắc mặt không tốt chút nào của Dương Bách Xuyên, hai đứa chúng nó kêu lên bé bé. Dương Bách Xuyên nhìn bộ dáng của con trồn Hương Hương và hầu Đậu Đậu, liền hiểu ra chúng nó đã phá phách rồi. Phá ra chi tử, tao đánh chết chúng mày. Nói xong, Dương Bách Xuyên vung tay về phía con trồn Hương Hương và hầu Đậu Đậu. Xì xì. Hai con linh thú thảm thiết kêu lên, chúng nó tá hỏa chạy thoát khỏi Dương Bách Xuyên. Đương nhiên nói gì cũng nói, Dương Bách Xuyên cũng không thực sự muốn đánh chúng nó. Đúng lúc này,
Tửu tiên lão đầu híp mắt nói, ha ha, Vân tiểu tử quay trở lại rồi sao? Dù sao chuyện cũng đã rồi, đừng có tức giận, sơn động có rượu hầu nhân kia, là một ngày nọ lão phu ngửi được mùi rượu từ trên người hầu đậu đậu, theo dõi nó mới tìm được, khặc khặc, một bầy khỉ vượn đang chế biến rượu hầu nhân, từ nay về sau, lão phu không lo thiếu rượu để uống, ha ha. Tửu tiên lão đầu từ sớm đã phát hiện Dương Bách Xuyên đi đến đây, ông ta muốn nhìn xem bộ dáng lúc Dương Bách Xuyên nổi giận sẽ như thế nào, kết quả cũng đã thấy được, lúc Dương Bách Xuyên nổi giận, ông ta rất vui vẻ. Dương Bách Xuyên nhìn Tửu tiên lão đầu, trong lòng thầm than, quả nhiên hai đứa phá gia chi tử khiến cho ông ta thấy được sơn động kia, đã không thể tiếp tục lừa dối ông ta chuyện về rượu hầu nhân được nữa, liệu rằng ông ta còn đồng ý tiếp tục ở lại Vân Môn nữa hay không? Việc đã đến nước này, Dương Bách Xuyên cũng không còn cách nào khác, chỉ cố gắng hết sức lấy lòng Tửu tiên lão đầu, để cho ông ta nguyện ý ở lại Vân Môn. Hít sâu một hơi, anh cười nói, đại trưởng lão thật sáng suốt, trước khi đi con cũng đã dặn dò hai đứa hầu đậu đậu và hương hương, chờ sau khi ngài uống rượu xong, liền dẫn ngài đến chỗ sơn động kia, ngài cũng thấy đây, một bầy hầu nhân đang chế biến rượu hầu nhân, từ nay về sau ngài không thiếu rượu để uống rồi. Ha ha. Tửu tiên lão đầu cười lạnh, ông ta lạnh lùng nhìn Dương Bách Xuyên. Mà Dương Bách Xuyên cũng mặt không đỏ, tim không run, dù sao để tửu tiên lão đầu ở lại đây, chuyện gì có thể nói cũng nói ra hết. Đại trưởng lão à, từ nay về sau ngài cứ yên tâm ở Vân Môn, rượu hầu nhân quanh năm suốt tháng mùa nào cũng có rượu uống, con lần này đi ra ngoài, cũng lấy về một ít rượu mới cho ngài nếm thử, tuy rằng ít, nhưng so với rượu hầu nhân thì ngon hơn. Nói xong anh liền mở nắp bình rượu còn đang ở trong tay, chỉ trong nháy mắt, một hương rượu ngọt ngào ngập tràn, cũng có linh khí như thoảng qua trong không khí. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cảm thấy hoa hết cả mắt, cho đến khi nhìn rõ, bình rượu trong tay anh chẳng biết từ bao giờ đã ở trên tay Tửu tiên lão đầu, thấy ông ta đã đặt nó ở dưới mũi người lấy hít để, vẻ mặt say mê quả nhiên là rượu ngon, tiểu tử cũng có tâm ghê, ha ha ha. Chỉ cần có rượu ngon. Tửu tiên lão đầu sẽ quên hết thảy mọi chuyện. Dương Bách Xuyên cười nói, đại trưởng lão à, trong khoảng thời gian con không ở nhà, ở đây không xảy ra chuyện gì chứ ạ? Có lão phu ở đây thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thật ra cũng có mấy tên trẻ tuổi ngung cuồng đến trộm, đều bị lão phu đuổi đi rồi. Tửu tiên lão đầu say mê mở bầu rượu ra uống. Dương Bách Xuyên nghe ông ta nói như vậy. Chỉ hiểu rằng chuyện này cũng chẳng có gì nghiêm trọng nên cuối cùng cũng yên lòng, nói chuyện phiếm với ông ta một vài câu rồi đi xuống núi. Lúc vừa về đến nhà, theo ý muốn của trưởng bối, anh chuẩn bị lễ mừng năm mới, câu đối và cả vật phẩm để cúng tế tổ. Bận rộn một hồi lâu mới làm xong, sau đó anh đi đến mật thất phía sau hậu viên, nơi này là mật thất của anh, cũng là nơi ở của Kiều Phúc và hai chị em Ngô Mặc Thu, sự tồn tại của ba người này đều là bí mật. Không có lệnh của Dương Bách Xuyên, bọn họ không được tiết lộ. Tuy nhiên, hôm nay Dương Bách Xuyên chuẩn bị công khai thân phận của ba người bọn họ, để cho ba người cùng với mọi người đón lễ mừng năm mới. Nếu không bọn họ sẽ cảm thấy cô đơn, giấu mình trong mật thất, anh vẫn luôn muốn xin lỗi bọn họ. Sau khi Dương Bách Xuyên đi vào mật thất, ba người bọn họ liền xuất hiện. Kính chào tiên sinh, ba người hành lễ. Đứng lên đi. Dương Bách Xuyên mỉm cười vươn tay nâng ba người dậy, bây giờ bởi vì sinh mệnh của ba người đã được anh giúp đỡ, đều có thân thể chân linh, nhìn qua cũng không khác gì người bình thường. Tiên sinh có chuyện gì muốn dặn dò? Kiều Phúc hỏi. Có đó, chẳng lẽ các anh quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Dương Bách Xuyên mỉm cười nói. Ba người mang vẻ mặt khó hiểu, từ sau khi trở về, bọn họ vẫn lánh mặt ở mật thất chứ không đi ra ngoài. Đúng là bọn họ không biết rõ hôm nay là ngày nào. Nhìn xem biểu cảm của ba người, Dương Bách Xuyên chỉ biết thở dài, ở trong gian mật thất tối đen quá lâu, ba người bọn họ cũng đã quên mất ngày mừng năm mới của Hoa Hạ, đại lễ quan trọng của cả dân tộc. Dương Bách Xuyên cười nói, hôm nay là 30 Tết, tôi chuẩn bị công khai thân phận của các anh với mọi người, hiện tại bây giờ các anh đã có thân thể chân linh, chỉ cần chú ý những điểm khác biệt so với người thường rồi hành xử cẩn thận. Thì có thể quang minh chính đại xuất hiện. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, cả ba người Kiều Phúc đều run rẩy, quỳ rạp xuống đất, giọng nói bọn họ cũng run run, cảm ơn tiên sinh. Hơn 800 năm qua,
ba người không có lúc nào không thôi nhớ đến cảm giác muốn làm người bình thường, lúc gặp được Dương Bách Xuyên, có công pháp để tu luyện, bọn họ có năng lực để tự bảo vệ chính mình, có năng lực để rời khỏi biệt thự này. Hiện tại bọn họ có thân thể chân linh, so với người bình thường cũng gần giống như vậy. Đối với chuyện lễ mừng năm mới như thế, mấy trăm năm đã trôi qua, bọn họ có lẽ đã quên đi rồi. Rất nhiều lúc, bọn họ đều giữ lại thói quen của chính bản thân mình là thân phận của U Linh Âm U. Lúc Dương Bách Xuyên nói một câu lễ mừng năm mới, như xé toang trí nhớ đã đóng băng mấy trăm năm nay của ba người, vô số hình ảnh xuất hiện trong đầu bọn họ. Cả người bọn họ phát run, ba người cũng chưa nghĩ tới, một ngày nào đó bọn họ còn có thể tham dự lễ mừng năm mới. Một chuyện tưởng chừng lạ lẫm nhưng lại rất đỗi quen thuộc lễ mừng năm mới. Cùng là chuyện quốc gia đại sự mà bọn họ cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến. Hiện giờ Dương Bách Xuyên giúp bọn họ thực hiện, vậy nên bọn họ mới kích động như vậy, ân này giống như đem lại sự sống mới cho bọn họ. Hơn nữa, từ trong lời nói của Dương Bách Xuyên, cùng bọn họ tổ chức tiệc mừng năm mới, không xem bọn họ là người ngoài, đây chính là sự tín nhiệm. Ba người đều rơi lệ, nước mắt của quỷ tu rơi xuống là màu lam. Dương Bách Xuyên thở dài, nâng ba người bọn họ đứng dậy, mọi người đứng lên đi, về sau Vân Môn chính là nhà của các anh. Cảm ơn tiên sinh. Ba người kiều phúc cảm kích, trong lòng bọn họ có suy nghĩ, sau này cho dù tiên sinh có bảo bọn họ đi tìm chết, thì bọn họ cũng chẳng nề hà gì. Mà đối với Dương Bách Xuyên, thì nếu kể đến người ở trong Vân Môn mà anh có thể tin tưởng nhất, nếu thật sự phải phân ra cấp bậc, ba người kiều phúc có thể nói là ở vị trí đứng đầu. Bởi vì cả hai bên đều có khế ước linh hồn, không có chuyện phản bội xuất hiện. Về sau Kiều Phúc chính là quản gia trong nhà, lúc tôi không có ở nhà thì nhớ chú ý mọi chuyện, có chuyện gì quan trọng thì thương lượng với bà nội của tôi. Tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ cống hiến hết mình, bảo hộ cho lão phu nhân được an toàn. Kiều Phúc đương nhiên biết được Dương Bách Xuyên muốn anh ta bảo vệ cho an nguy của bà nội của anh ta. Vậy tiên sinh, chị em tôi thì sao? Ngô Mặc Thu hỏi. Cô thì chờ lúc Dương San San đến trường thì bảo vệ cho em ấy. Đã rõ thưa tiên sinh. Tiên sinh, vậy tôi làm gì? Ngô Mặc Hạ cũng hỏi. Tạm thời cô và Kiều Phúc ở trong nhà, yên tâm đi, sẽ có chuyện để cho hai người làm, nhưng mà tu luyện vẫn là chuyện quan trọng nhất. Vâng thưa tiên sinh. Sau đó Dương Bách Xuyên đến mật thất, mang theo những thiên tài địa bảo mang ra từ võ đang cất vào mật thất, lưu trữ để cho đệ tử của Vân Môn sử dụng, sau đó đem tất cả những đan dược đã được luyện chế cẩn thận đem đi cất giữ. Xong xuôi, anh cùng với ba người Kiều Phúc đi ra bên ngoài, giới thiệu ba người với mọi người ở Vân Môn, đối với thân phận của ba người bọn họ, rất nhiều người có cảm giác khác nhau, hơn nữa đối với Lục Tuyết Hy cũng không phải là người ngoài. Về phần những người khác, sau khi nghe Dương Bách Xuyên giải thích, mọi người cũng không lấy làm lạ, chuyện tu chân chuyện lạ gì cũng có, đối với sự xuất hiện của ba vị quỷ tu cũng có thể dễ dàng chấp nhận được. Dù sao nhìn qua thì ba người so với người bình thường cũng không có gì khác nhau. Lúc sau, do bị bà nội ép buộc, Dương Bách Xuyên cùng với Dương San San mang theo những lễ vật, tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ lên xe đến những thôn hương thân gần đó để chúc Tết. Cảm ơn mọi người đã chiếu cố bọn họ từ nhỏ, Dương Bách Xuyên và Dương San San từ nhỏ không cha không mẹ, người trong thôn đều đối với một nhà ba người họ Dương này cũng rất quyết tâm, phần ân tình này, bà nội anh bảo không thể nào quên được. Hiện giờ mọi thứ đã trải qua tốt hơn, càng không thể quên. Chuyện này thì Dương Bách Xuyên cũng đồng ý hoàn toàn, cho nên anh cho người đem tu sửa thôn thành một khách sạn cùng với một khu du lịch sinh thái, để giúp mọi người trong thôn có việc làm kiếm tiền. Dù nhiều hay ít, cũng chính là một phần tấm lòng đáp lễ của anh. Đi từ nhà này sang nhà khác, đều tặng đi lễ vật cũng bọn họ lại nhận về lễ vật khác, người trong thôn bây giờ đối với nhà họ Dương cũng là lời hay ý đẹp, mọi chuyện cũng dần ổn thỏa, cho dù có chuyện gì thì cũng có Dương Bách Xuyên an bài thỏa đáng. Sau khi nhận cát ngôn từ một nhà khác, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng đi đến nhà của Lưu Tích Kỳ. Ban đầu anh muốn Lưu Trấn Quốc cũng đi chuyển đến thôn cũ. Nhưng bởi vì hắn là bí thư chi bộ thôn, cũng thích làm công việc này, sống chết đều không muốn đi. Ở trong lòng Lưu Trấn Quốc cũng biết Dương Bách Xuyên và đứa con của ông Lưu Thích Kỳ gặp chuyện ở công ty, đối với Dương Bách Xuyên cũng không phản đối, xem anh như một nửa đứa con trong nhà.
Ở trong phòng khách, Lưu Trấn Quốc nói, Dương Bách Xuyên, người dân trong thôn vì bày tỏ lòng cảm ơn với cháu, liền cùng đề nghị, từ nay về sau đổi tên thôn Dương ra thành thôn Vân Kỳ, cháu thấy như thế nào? Dương Bách Xuyên nghe vậy thì rất vui vẻ, thôn Vân Kỳ cũng không tồi, anh cười cười nói, được ạ, cùng tên với công ty Vân Kỳ, rất tốt. Vậy được, chuyện đã định, năm sau sẽ lên xin ở phía trên. Vâng, chú Lưu, nếu như sau này cháu không có ở nhà, nếu chú có việc thì trực tiếp đến tìm Trần Bảy Roi để bàn chuyện, nếu người trong thôn thiếu cái gì thì có thể bổ sung. Hiện tại thì chưa thấy thiếu gì, chờ khách sạn và khu du lịch sinh thái xây dựng xong, mỗi nhà đều có việc để làm, cuối năm còn chia hoa hồng, hiện tại, những thôn khác đều hâm mộ thôn chúng ta, nhiều người muốn chuyển đến đây sống, chúng ta đều không đồng ý. Lưu Trấn Quốc cười cười nói. Dương Bách Xuyên nghe xong thì suy nghĩ một lúc rồi nói, như thế này đi, thôn đối diện bên kia sông cũng không thể tu sửa, mở rộng cũng không, về sau cháu sẽ trồng hết cây cối xung quanh ngôi làng cũ, bên kia còn có chút hữu dụng. Còn đối với thôn mới ở bên này, nếu như có nhà đầu tư khai thác muốn đến, thì mình cũng sẽ hoan nghênh, chỉ cần họ không phá hư hoàn cảnh sinh thái, thì chúng ta sẽ hoan nghênh, dù sao chuyện tu sửa kiến tạo một thôn cũng là chuyện lớn, cùng nhau phát triển mới là chuyện tốt. Việc này có ích với các vị trong thôn, chú xem an bài như thế nào cho hợp lý là được. Được, nghe lời cháu, thôn bên kia sông lấy làm lá chắn, chú sẽ không để cho người khác phá chuyện này, cháu cứ yên tâm đi. Lưu Trấn Quốc tuy không rõ ràng việc Vân Môn tồn tại, nhưng biết Dương Bách Xuyên muốn sử dụng thôn cũ là có chuyện khác, ông ta cũng sẽ giúp anh. Nói chuyện phiếm vài câu, Dương Bách Xuyên đứng dậy rời đi, chú Lưu, chúng cháu đi về trước đây. Chờ lúc nào Thiết Đản trở về thì bảo cậu ấy đến nhà cháu ăn cơm giúp cháu nhé. Được thôi, chú cũng đã điện cho nó rồi, nó bảo là đang trên đường về, chắc là cũng nhanh thôi. Lưu Trấn Quốc đứng dậy tiễn đường. Màn đêm buông xuống, hầu như tất cả mọi người ở Vân Môn đều tề tựu đông đủ, bốn người một mâm chuẩn bị ăn cơm tất niên. Dương Bách Xuyên chờ Lưu Tích Kỳ đến, chỉ thấy trời đã tối, mà anh ấy vẫn chưa đến. Không nhịn được gọi điện thoại, mặc dù đã kết nối nhưng chẳng có ai nghe máy. Cúp điện thoại, Dương Bách Xuyên cảm thấy không yên lòng, chỉ nghĩ là anh ấy đang còn lái xe, chờ thêm một chút nữa xem sao. Vừa mới cất điện thoại, Lưu Trấn Quốc đã gọi điện đến, Dương Bách Xuyên tưởng rằng Lưu Tích Kỳ vừa đến bên đấy. Kết quả nghe được rằng, Lưu Trấn Quốc hỏi anh có phải Lưu Tích Kỳ đã qua thôn cũ hay không, nếu không lẽ ra lúc này đã sớm về nhà rồi mới phải. Dương Bách Xuyên cảm thấy bất an, nói với Lưu Trấn Quốc, chú Lưu đừng nói vội, chắc tại đường xã cuối năm tắc đường nên cậu ấy kẹt xe đôi chút, để cháu gọi điện hỏi. Đặt điện thoại xuống, Dương Bách Xuyên cảm thấy chuyện này không ổn, trong lòng cảm giác bất an đến bây giờ vẫn không ngừng, người tu chân so với người thường ở chỗ, trực giác của họ chuẩn xác hơn rất nhiều. Lại tiếp tục gọi điện thoại cho anh ấy, nhưng mà giống như trước, chẳng có ai bắt máy. Thấy mọi người đang chờ ăn cơm, Dương Bách Xuyên phải để mọi người ăn trước. Một bữa cơm vô vị, trong lòng anh chỉ có cảm giác Lưu Tích Kỳ gặp chuyện không may. Sau khi ăn xong, điện thoại di động rung lên, Dương Bách Xuyên cầm lên, thì sắc mặt trắng bệch. Chuyện anh lo lắng cũng xảy ra. Tin nhắn từ điện thoại di động của Lưu Tích Kỳ gửi đến, nhưng nội dung khiến Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy lòng như lửa đốt. Nó viết, nếu không muốn người anh em Lưu Tích Kỳ của mày chết, đến phía đông núi Phủ Điêu, mang theo 10 khối đan bồi nguyên, cùng với phương pháp chế tạo gia truyền. Ký tên, người thần Tông Đinh Thiền. Dương Bách Xuyên hai tay nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên, trong lòng đầy hận ý. Anh đã từng chém giết Đinh Dương ở thần Tông ở lần đến thôn lần trước cùng với vài tên đệ tử thần Tông, chỉ nghĩ rằng thần Tông sẽ không từ bỏ ý đồ của mình, không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Lần trước là Thần Tông và M. Nguyệt Môn đồng thời cùng xuất hiện, cũng không biết lần này có như thế nữa hay không. Cố nén giận, Dương Bách Xuyên sợ bà nội cùng mọi người lo lắng, trên mặt không thể hiện gì rõ ràng. Bách Xuyên, không có chuyện gì chứ? Bà nội nhìn thấy Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu mà không ngẩng đầu, nên đánh tiếng hỏi. Bà ngoại, cháu có họp lớp, mấy đứa bạn đang chờ trên huyện thành rồi, cháu phải đi một chuyến. Dương Bách Xuyên cười trả lời. À, vậy được, cháu đừng uống rượu, đi sớm về sớm. Dương Bách Xuyên dạ vâng, chào hỏi mọi người xong thì liếc mắt ra hiệu cho Lục Tuyết Hy,
tỏ ý ra ngoài nói. Đến sân nhỏ, Triệu Nam cũng đi ra theo, lo lắng hỏi Dương Bách Xuyên, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cô ấy vừa phát hiện mờ u bàn tay anh nổi gân xanh, rõ ràng trong lòng anh đang không bình tĩnh. Dương Bách Xuyên không giấu giếm Triệu Nam, Lưu Tích Kỳ gặp chuyện, anh và Lục Tuyết Hy ra ngoài một chuyến, em giúp anh chăm sóc bà ngoại, nhớ đừng nói cho San San biết. Vâng, anh nhớ cẩn thận. Triệu Nam vô cùng lo lắng, chẳng qua cô ấy biết bản thân không giúp được gì cho Dương Bách Xuyên, trong lòng cũng âm thầm thề nhất định phải cố gắng tu luyện, lần sau xảy ra loại chuyện này thì người ra ngoài cùng Dương Bách Xuyên sẽ là cô ấy chứ không phải Lục Tuyết Hy. Đây đã là lần thứ hai Triệu Nam thấy có cảm giác nguy cơ, loại nguy cơ này đến từ việc tu luyện, đương nhiên trong lòng cô ấy cũng rõ Lục Tuyết Hy là người phụ nữ có tu vi mạnh nhất Vân Môn, xếp sau cô ta chính là Độc Cô Vô Tình. Hiện tại trong lòng Triệu Nam vẫn xem Độc Cô Vô Tình là một mục tiêu so sánh, bởi vì trước mắt Lục Tuyết Hy tê còn chưa phải là người phụ nữ của Dương Bách Xuyên nhưng Độc Cô Vô Tình lại phải. Có lẽ hôm nay người đó ở đây cũng sẽ đi theo nhỉ. Triệu Nam dõi theo bóng dáng Dương Bách Xuyên và Lục Tuyết Hy lái xe rời đi, lẩm bẩm, người đó trong miệng cô ấy chính là Độc Cô Vô Tình. Sau khi hít sâu một hơi, ánh mắt Triệu Nam tràn ngập kiên định. Dường như đã lấy lại sự sắc bén của nữ tổng tài bá đạo, xoay người trở lại phòng khách. Chấm chấm chấm. Dương Bách Xuyên lái xe ra khỏi thôn rồi gọi điện thoại cho Lưu Tích Kỳ đã tắt máy, sau đó anh gọi cho Lưu Trấn Quốc, nói dối rằng anh và Lưu Tích Kỳ đi họp lớn trên huyện thành, ngày mai mới về, bảo bọn họ không cần chờ. Đầu tiên phải không để người nhà lo lắng mới được. Cúp điện thoại, sắc mặt Dương Bách Xuyên u ám đáng sợ. Nghĩ ngợi một hồi lại gọi cho Ngô Nam, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mới là cách đối phó tốt nhất. Anh không rõ người nhắn tin tự xưng là Đinh Thiên đến từ Thần Tông là ai, tu vi gì. Cho nên anh chuẩn bị hỏi Ngô Nam một chút, hệ thống tình báo của Thần Long Đàm có bộ phận chuyên môn nhìn chằm chằm nước ngoài, hy vọng có thể hiểu rõ. Điện thoại vang lên vài tiếng rồi mới chuyển đến thanh âm trầm thấp của Ngô Nam, ông ấy vẫn có ý kiến với Dương Bách Xuyên. Cho rằng đàm chủ nhà mình vì anh mất tích nên không có sắc mặt tốt với anh, có điều điện thoại thì vẫn nhận. Bởi vì trước khi rời đi, đàm chủ đã dặn dò ông ấy, nếu Dương Bách Xuyên có chuyện gì thì phải cố gắng giúp đỡ anh. Có chuyện gì không? Ngô Nam lạnh lùng hỏi. Dương Bách Xuyên cười khổ, anh biết Ngô Nam vì chuyện của Hạ Lộ mà oán hận anh nhưng anh không cách nào để phản bác. Quả thật Hạ Lộ bởi vì anh mới bị thương rồi thông qua truyền tống trận rời khỏi trái đất. Cũng không biết có phải cô đã đến Sơn Hải giới hay không. Dương Bách Xuyên không để ý giọng điệu đông cứng của Ngô Nam, không để ý, mở miệng hỏi thẳng, Ngô Nam, giúp tôi điều tra gần đây Thần Tông và M. Nguyệt Môn có phái người vào Hoa Hạ không, ông có biết Thần Tông có ai tên là Đinh Thiền không? Không, Ngô Nam gần như trả lời cơ giới. Tuy nhiên, ngay sau đó ông ta như chợt nhận ra cái gì hỏi lại, phía sau cậu hỏi cái gì? Thần Tông có người nào tên là Đinh Thiền hay không? Dương Bách Xuyên nói. Có, hơn nữa còn không phải người bình thường, nếu như cậu gặp phải Đinh Thiền, tôi khuyên cậu có thể chạy bao xa thì chạy. Hắn ta là yêu nghiệt Thần Tông, một trong thập đại yêu nghiệt được võ giả tiên thiên Hoa Hạ công nhận, xếp thứ 9 trên bảng. Giọng điệu Ngô Nam vô cùng nghiêm túc. Dương Bách Xuyên nghe vậy rất sửng sốt, thập đại yêu nghiệt. Đây đúng là lần đầu tiên anh nghe tới cụm từ này. Không sai, ở giới cổ võ cho tới nay vẫn luôn tồn tại một bảng xếp hạng thực lực các cao thủ tiên thiên, cách 12 năm tổ chức một lần, chính là cuộc tỷ võ giữa cổ võ giả tiên thiên, hơn nữa tuổi cũng không được vượt quá 60. Ở trong mắt cổ võ giả tiên thiên, dưới 60 tuổi đều là tiểu bối, bởi vì nghe đồn thọ nguyên của họ gấp 3 lần người thường. 10 năm trước ở luận võ đã sàng lọc ra thập đại yêu nghiệt mới, Thần Tông Đinh Thiền xếp thứ 9, đứng đầu chính là một vị phái Côn Lôn. Những người này sở dĩ được xưng là yêu nghiệt, bởi vì họ có được sức chiến đấu vượt qua cổ võ giả tiên thiên bình thường, cũng giống như rõ ràng là tiên thiên tầng 1 nhưng có thể giết chết tiên thiên tầng 3, thậm chí là tầng 4 tầng 5 trong nháy mắt. Mỗi người đều có thực lực không tầm thường, thủ đoạn vô biên, tiên thiên bình thường không thể so sánh, vô cùng đáng sợ. Cả đám cũng là thiên tài tu luyện số 1 cho nên mới được xưng là yêu nghiệt. Từ yêu nghiệt này ở trên người bọn họ đại diện cho thực lực và thiên phú tu luyện vô thượng. Nghe nói ở giới võ cổ, mỗi một đời yêu nghiệt đều có hy vọng đột phá cảnh giới tiên thiên nhất, thế nào? Đinh Thiền tìm cậu. Câu cuối cùng Ngô Nam hỏi Dương Bách Xuyên có chút vui sướng khi người gặp họa.
Dương Bách Xuyên vẫn là lần đầu tiên nghe được thập đại yêu nghiệt, bảng xếp hạng luận võ gì đó, sau khi từ trong miệng Ngô Nam biết được, đầu tiên anh rất hoảng sợ, vốn tưởng rằng bản thân chính là tồn tại có 102, có thể ở tiên thiên tầng 1 giết chết tiên thiên tầng 3, đấu ngang tay với cao thủ tiên thiên tầng 5-6 cũng đã rất giỏi rồi. Không nghĩ tới ngoại trừ anh ra, ở giới cổ võ còn có thập đại yêu nghiệt gì đó, nghe qua không hề kém anh chút nào, quan trọng hơn là lần này kẻ bắt Lưu Thích Kỳ chính là hạng 9 trong thập đại yêu nghiệt. Sau khi nỗi khiếp sợ trong lòng qua đi, Dương Bách Xuyên không hiểu sao lại có chút hưng phấn, giống như tìm được mục tiêu mới trong đời. Đối với câu hỏi đầy vui sướng khi thấy người khác gặp họa của Ngô Nam, Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt nói, Đinh Thiện có tìm tôi không? Lẽ nào ông thân là phó đàm chủ thần Long Đàm lại không biết? À, không đúng, hiện tại đàm chủ hạ không có ở đây, ông đã trở thành đàm chủ đứng đầu rồi nhỉ? Đối với Ngô Nam không ngừng chào phúng, Dương Bách Xuyên cũng đáp trả một chút. Nói bậy, tôi nói cho cậu biết, tôi vĩnh viễn là phó đàm chủ thần Long Đàm, sớm muộn gì đàm chủ cũng sẽ trở về, cậu cho rằng tôi là thần hả? Thần Long Đàm là radar à? Cái gì cũng biết hết, nói thật cho cậu biết. Hệ thống tình báo của thần Long Đàm nhiều lắm có thể điều tra được cổ võ giả tiên thiên tầng 3, cường giả ở trên không thể tra được, huống chi là loại yêu nghiệt như Đinh Thiền. Nếu thật sự là Đinh Thiền, thằng nhóc cậu tự cầu nhiều phúc đi, tôi chỉ muốn nói có thể chạy bao xa thì chạy bao xa, đừng uổng phí tính mạng, thần Long Đàm không giúp được cậu. Ngô Nam cảnh cáo qua điện thoại. Ông nói đúng rồi, quả thật Đinh Thiền tìm tới tôi, chẳng qua tôi cũng không sợ. Thật muốn xem thử yêu nghiệt chó má gì đó có bản lĩnh gì. Giọng điệu của Dương Bách Xuyên rất ngông nghênh. Dương Bách Xuyên, nghe cho kỹ đây, nể tình đàm chủ, tôi trịnh trọng nhắc nhở cậu, thập đại yêu nghiệt thật sự không phải là nhân vật tầm thường, nghe nói bọn họ có thần thông trong người, Đinh Thiền tên này là cháu trai Đinh Dương cậu chém giết ngươi. Nếu hắn ta tìm tới cậu, chắc chắn là vì báo thù cho Đinh Dương, đừng đi chịu chết. Cậu cũng đừng nghe Đinh Thiền đứng thứ 9 trong thập đại yêu nghiệt thì chủ quan, những yêu nghiệt này không có ai là người đơn giản, nói như vậy, cậu cũng đừng đi tìm chết, kẻo ngày nào đó đàm chủ nhà tôi trở về lại thiếu mất một người bạn. Tuy lời cuối của Ngô Nam đang mắng người nhưng Dương Bách Xuyên nghe được, ông ta có lòng tốt nhắc nhở anh. Cảm ơn, tôi có chừng mực, thuận tiện báo cho ông một tiếng, tôi có tìm kiếm tin tức đàm chủ nhà ông, phát hiện manh mối có thể khẳng định đàm chủ nhà ông vẫn còn sống. Có lẽ thật giống như ông nói, một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về, cứ như vậy đi, tạm biệt. Dương Bách Xuyên ngẫm lại vẫn cho Ngô Nam một hy vọng. Cậu nói cái gì, Dương Bách Xuyên, đàm chủ nhà tôi. Ngô Nam kích động kêu to. Nhưng Dương Bách Xuyên đã cúp điện thoại rồi, về chuyện hạ lộ dẫm chúng truyền tống trận ở Long Cung nơi đáy sông Trường Giang, Dương Bách Xuyên không muốn giải thích, càng không hy vọng có quá nhiều người biết. Sau khi cúp điện thoại, thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên ít nhiều có chút nặng nề, đêm nay từ trong miệng Ngô Nam lấy được tin tức này đối với anh mà nói rất ngoài ý muốn. Nhưng phần lớn là lo lắng cho an toàn của Lưu Tích Kỳ, anh không biết Đinh Thiện có thể thương tổn Lưu Tích Kỳ hay không. Trên đường đi tới núi Phù Điêu, trong đầu anh không ngừng suy nghĩ kế sách ứng đối, hết vòng vẫn không có biện pháp gì, cách duy nhất vẫn là dùng vũ lực giải quyết. Chỉ là anh không biết mình và Lục Tuyết Hy cộng lại có thể đấu được Đinh Thiện đứng thứ 9 trong thập đại yêu nghiệt này hay không, cũng quên hỏi Ngô Nam có biết tu vi đối phương như nào rồi. Mặc kệ thế nào, anh nhất định sẽ tới núi Phù Điêu, từ nhỏ đến lớn anh chỉ có một người anh em duy nhất là Lưu Tích Kỳ, cho dù liều mạng cũng phải cứu được Lưu Tích Kỳ. Lẽ ra gặp phải cao thủ không xác định thì dẫn theo Tử Tiên lão đầu là thích hợp nhất, chẳng qua Dương Bách Xuyên nghĩ còn cần ông ta tỏa trấn trong nhà. Một Tử Tiên lão đầu điên điên khùng khùng có quá nhiều nhân tố không xác định, vẫn là Lục Tuyết Hy ổn định hơn. Núi Phù Điêu ở phía đông huyện thành, ra khỏi thành 10 dặm, chẳng mấy chốc đã đến nơi, sau khi xuống xe, Dương Bách Xuyên dặn Lục Tuyết Hy, tất cả lấy cứu người làm chủ, nhớ phải cẩn thận. Tôi biết, cái này cho ngài. Trong tay Lục Tuyết Hy xuất hiện một tấm bùa, ánh mắt Dương Bách Xuyên sáng lên, bùa tăng tốc, đây là bùa phòng ngự. Có thể chống lại một kích của trúc cơ hậu kỳ. Lục Tuyết Hy giải thích, núi Phù Điêu thật ra là một điểm tham quan du lịch cổ ở huyện thành nơi Dương Bách Xuyên sinh sống, nổi tiếng vì điêu khắc thời đường và chùa Phật, ngày thường cũng không nhiều người tham quan. Nơi này khá hẻo lánh, cây cối trên núi tươi tốt, vào mùa hè là địa điểm tránh nóng lý tưởng, có thể chui vào chùa miếu động Phật tận hưởng cái mát lạnh.
Lúc Dương Bách Xuyên lên trung học thường xuyên cùng bạn học trốn tới nơi này hóng mát, khi đó không cần vé vào cửa, hiện tại lên núi phải thu phí. Cũng không biết tại sao Đinh Thiền Thần Tông kia lại lựa chọn địa điểm ở núi Phù Điêu, chẳng qua Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều, nếu anh đã tới đây thì nhất định phải cứu được Lưu Tích Kỳ. Hiện trong tay anh có bùa phòng ngự Lục Tuyết Hy đưa, có thể chống lại một kích của trúc cơ hậu kỳ, so với việc không có gì phản kích khiến lòng anh yên tâm hơn mấy phần. Hơn nữa còn có Lục Tuyết Hy, cao thủ kim đan ngụy trạng thành trúc cơ tầng 1 ở đây, lần này đến đây anh vẫn cảm thấy rất tự tin. Lúc hai người đến chân núi phát hiện cửa vào đã khóa chặt, Dương Bách Xuyên và Lục Tuyết Hy liếc nhau, trực tiếp nhảy lên, bay qua cửa chạy lên núi. Sau khi lên đỉnh núi, Dương Bách Xuyên thả linh thức ra ngoài, một giây sau, sắc mặt anh bỗng thay đổi, vội vàng thu hồi linh thức. Bởi vì trong phạm vi 100 mét về trước, anh thấy được bốn người, trong đó có một người đàn ông dung mạo trẻ tuổi, cười khẩy thả ra linh thức cắn ngược lại Dương Bách Xuyên, sức mạnh không hề thua kém anh chút nào. Linh thức va chạm là nguy hiểm nhất, Dương Bách Xuyên không thể không thu lại. Bốn người nhìn thấy trong linh thức, một trong số đó chính là Lưu Tích Kỳ, anh ta đang nằm trong vũng máu, dường như chỉ còn lại một hơi thở. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên lập tức nổi giận, trong tiếng thét dài, anh phi người bay lên, lao thẳng về phía trước. Rõ ràng Lưu Tích Kỳ đã chịu cực hình, bên cạnh thanh niên 27-8 tuổi là hai lão giả tuổi chừng 60. Trong ba người kia có một người khí tức mạnh hơn. Hai lão giả là tiên thiên tầng 4 và tầng 5, còn thanh niên kia lại là tiên thiên tầng 3. Nhìn như hai gã lão giả tu vi cường đại, chẳng qua từ vị trí đứng thì rõ ràng xem thanh niên kia như chủ. Không cần hỏi Dương Bách Xuyên cũng biết đối phương hẳn là một trong thập đại yêu nghiệt đến từ thần tông theo lời Ngô Nam, Đinh Thiền, xếp thứ 9 trên bảng luận võ tiên thiên. Dựa theo cách nói của Ngô Nam, thập đại yêu nghiệt, mỗi một người đều có thực lực chiến đấu vượt cấp, vì vậy tuy Dương Bách Xuyên thấy Đinh Thiền chỉ là tiên thiên tầng 3 nhưng không hề xem thường đối phương một chút nào. Nhìn thấy Lưu Tích Kỳ bị thương, tức giận thì tức giận nhưng tinh thần anh lại nâng cao 10 phần, không hề chủ quan. Rất có thể Đinh Thiền xếp thứ 9 trong thập đại yêu nghiệt này chỉ có tu vi tiên thiên tầng 3 nhưng sức chiến đấu có thể chống lại tầng 5, tầng 6, thậm chí là cao hơn thì sao? Cũng giống như anh. Mặc dù chỉ là trúc cơ tầng 1 hoặc có thể nói là tiên thiên tầng 1 nhưng bằng vào pháp thuật và tinh thần lực cường đại, cộng thêm đan điền thai nghén ra long lân vân vân. Anh có thể đánh ngang tay tiên thiên tầng 5, tầng 6. Mà Đinh Thiền này cũng như thế. Cụ thể Đinh Thiền này có thực lực gì, chỉ có sau khi chiến đấu mới có thể biết được. Trong nháy mắt phi thân bay lên, anh đã nói với Lục Tuyết Hy, tìm cơ hội cứu người trước. Biết rồi, Lục Tuyết Hy gật đầu. Cô ta có linh thức cường đại của kim đan cảnh, tự nhiên cũng biết tình huống của đám người Đinh Thiền cách đó 100 mét, trong lòng có chuẩn bị. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên sử dụng thuật ngự phong bay lên trên đỉnh đầu Đinh Thiền, chân khí hội tụ trên tay, một kích liệt thiên trưởng vỗ thẳng xuống đầu Đinh Thiền đang chắp tay sau lưng. Về phần Đinh Thiền, sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên đánh ra một trường, vẻ khinh thường trên mặt đã thu lại, miệng lẩm bẩm, ngược lại cũng có chút thủ đoạn, chẳng qua cỡ này còn chưa đủ nhìn. Trong lúc nói chuyện, hắn ta tùy ý vung ra một quyền, chân nguyên cường đại hội tụ trên tay tạo thành một nắm đấm to lớn, nghênh đón liệt thiên trưởng của Dương Bách Xuyên. Sau một tiếng nổ lớn, một trưởng của Dương Bách Xuyên đã bị một quyền của Đinh Thiền hóa giải. Con người Dương Bách Xuyên co rút, trong lòng điên cuồng nhảy lên, anh nghĩ thập đại yêu nghiệt mạnh nhưng không ngờ bọn họ lại lợi hại tới như vậy. Nhìn Đinh Thiền tùy ý biến chân khí thành quyền hóa giải một trưởng mạnh nhất của mình, Dương Bách Xuyên liền biết chuyện hôm nay e rằng không thể bỏ qua rồi. Nghĩ vậy, trong lòng anh hạ quyết tâm, hai tay bấm quyết trên đầu ngón tay xuất hiện hai giọt máu, gầm lên, trên là trời, dưới là đất, phù cổ lập thiên, lấy máu làm vật dẫn, chú thuật hỏa pháp, đốt. Lấy máu làm vật dẫn, chú thuật thổ pháp, lên. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên đã thi triển ra hai loại vu thuật sử dụng máu làm vật dẫn là hỏa pháp và thổ pháp. Những pháp thuật này từ sau khi anh thành công trúc cơ đều có thể thi triển ra, chẳng qua thổ thuật vẫn là lần đầu tiên sử dụng, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Dương Bách Xuyên cũng không có bao nhiêu hy vọng với lực công kích, thổ thuật chỉ là điều động bùn đất để kiềm chế đối phương, chẳng có bao nhiêu lực công kích. Hai giọt máu, một giọt mang theo thuộc tính hỏa bay thẳng đến Đinh Thiền,
cách đối phương chừng 3 mét thì dưới sự điều khiển của Dương Bách Xuyên, một giọt máu nho nhỏ nháy mắt đã hóa thành một hỏa cầu đường kính nửa mét. Giọt máu kia thì mang thuộc tính thổ rơi xuống bùn đất trong phạm vi 3 mét tính từ đinh thiền, trong cơn chấn động kịch liệt, từ dưới mặt đất bỗng mọc lên từng cây gai, đâm ngược về phía đinh thiền. Sau khi đinh thiền nhìn thấy hai giọt máu kia thì sắc mặt cũng thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn, đồng thời thu lại sự khinh thường dưới đáy lòng. Vốn dĩ hắn ta không thèm để ý mấy tin tức điều tra về Dương Bách Xuyên. Lần này đến đây không chỉ báo thù cho bác mình là Đinh Dương mà phần lớn vì cướp đoạt đan bồi nguyên trên người Dương Bách Xuyên hơn. Toàn bộ giới võ cổ đều công nhận công hiệu của đan bồi nguyên, ai cũng muốn có được. Hắn ta vốn định đi thẳng đến quê nhà Dương Bách Xuyên tìm anh tính sổ, thế nhưng sáng nay lúc tiến vào Hoa Hạ, Đinh Thiền nhận được thiếp mời của Nguyên Thần Tử ở Thanh Thành, nghe ông ta đề nghị một đường tắt, muốn đối phó với Dương Bách Xuyên, bắt bạn đối phương Lưu Tích Kỳ là tiết kiệm sức lực nhất. Vốn dĩ dựa theo tính tình kiêu ngạo của Đinh Thiền, hắn ta khinh thường làm như thế, thế nhưng một tên yêu nghiệt cùng cấp bậc ở Thanh Thành cũng nói, trên người Dương Bách Xuyên không chỉ có đan bồi nguyên mà theo điều tra của bọn họ, anh còn nắm giữ những thứ khác quá giá hơn đan bồi nguyên nhiều. Sau khi thấy Dương Bách Xuyên thi triển trưởng pháp thì Đinh Thiền tin rồi, hiện tại đối mặt với hai giọt máu kia, một giọt hóa thành hỏa cầu cực nóng, một giọt khác rơi xuống bùn đất biến thành gai nhọn đâm ngược, cảnh tượng này càng củng cố lòng tin của Đinh Thiền. Ở trong mắt hắn ta, Dương Bách Xuyên thi triển ra hai giọt máu chính là thuật thần thông, là đồ vật bí ẩn nhất của tông môn cổ xưa. Hầu như nhà nào cũng có thuật thần thông nhưng số lượng rất thưa thớt, đây là bí thuật mà võ cổ giả tha thiết ước mơ, ai cũng muốn có. Sở dĩ Đinh Thiền có thể tiến vào bảng luận võ tiên thiên, trở thành một trong thập đại yêu nghiệt là vì dựa vào thuật thần thông. Võ giả cổ Hoa Hạ truyền thừa lâu dài, hơn ngàn vạn năm qua gần như đều tìm kiếm bí thuật thần thông, chỉ có một ít tông môn cổ xưa biết bí mật này. Nắm giữ thần thông bí thuật là có thể xưng vương xưng bá, trở thành thần tiên trong mắt người bình thường, có thể thăm dò đến cảnh giới phía trên tiên thiên. Cho nên thần thông bí thuật chính là thứ mà mọi cổ võ giả đều muốn đạt được. Dựa theo lời nói của vị nào đó ở Thanh Thành, trên người Dương Bách Xuyên có thần thông bí thuật, mới đầu Đinh Thiền không tin, nhưng hiện tại hắn ta tin rồi. Đinh Thiền thu hồi lòng khinh thường, đối mặt với hỏa cầu và gai bùn đâm ngược Dương Bách Xuyên thi triển ra, hắn ta không chỉ không sợ hãi, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Hắn ta bắt buộc phải cướp được đan dược và thần thông bí thuật trên người đối phương. Hơn nữa còn phải xuống tay thật nhanh, người ở Thanh Thành cung cấp tin tình báo cho hắn ta cũng không phải vì lòng tốt, nói không chừng gã ta đang âm thầm trốn phía sau làm ngư ông đắc lợi. Nghĩ tới đây, Đinh Thiền lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên thét lên một tiếng thật dài, a a. Trong tiếng thét dài đó, miệng Đinh Thiền phát ra luồng gió mắt thường có thể thấy được, thổi bay hỏa cầu của Dương Bách Xuyên sang một bên, dễ dàng né tránh. Sau đó hắn ta lại dậm chân. Trên mặt đất phát ra từng tiếng chấn động ầm ầm, sóng khí bằng chân nguyên từ từ lan ra từ dưới chân hắn ta. Từng cây gai đâm ngực đứt gãy thành từng khúc dưới một cước này, hóa thành bùn đất. Khóe miệng Đinh Thiền lập tức nhếch lên, trong lòng thầm nói, tên Dương Bách Xuyên này có thần thông bí thuật nhưng lại không thể phát huy được uy lực chân chính. Chỉ có hắn ta, người có huyết mạch tiên thiên, nắm giữ thần thông thuật cỡ này mới có thể thi triển ra uy lực lớn nhất. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy chú thuật của mình bị Đinh Thiền dễ dàng hóa giải, sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi, không nghĩ tới Đinh Thiền lại mạnh như vậy. Trong lúc Dương Bách Xuyên ngây người, chỉ thấy Đinh Thiền cười khẩy một tiếng bước lên, hung hăng tung một quyền về phía anh. Tốc độ vừa nhanh vừa chính xác ngoan độc, không kịp trốn tránh. Trong lúc vội vàng, Dương Bách Xuyên vận chuyển chân khí, cứng rắn tung quyền nghênh đón. Răng rác. Một kích va chạm, Dương Bách Xuyên lùi lại 4-5 bước mới dừng lại, sắc mặt trắng bệch, xương cổ tay anh bị lực lượng cường đại của Đinh Thiền chấn gãy. Kẻ thù hùng mạnh. Đây là đáp án trong lòng Dương Bách Xuyên. Chân nguyên của Đinh Thiền cường đại hơn anh, hơn nữa còn cho Dương Bách Xuyên một loại cảm giác rất kỳ quái, dường như trong công kích của Đinh Thiền còn tồn tại một loại lực lượng khác nữa. Là lực lượng gì thì Dương Bách Xuyên nhìn không ra, nhưng anh chắc chắn không phải là lực lượng chân nguyên. Chính là hai cỗ lực lượng này dung hợp vào nhau khiến anh chịu thiệt thòi. Cổ tay gãy xương chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt là Dương Bách Xuyên cảm giác bản thân có chút không ứng phó được một loại lực lượng khác của Đinh Thiền, thứ không biết mới là đáng sợ nhất. Hai lần va chạm,
Dương Bách Xuyên phát hiện cả hai lần mình đều không chiếm được tiện nghi, còn chịu thiệt ở thế hạ phong. Điều này không ổn. Chân khí so đấu không bì được người ta, công kích pháp thuật bị người ta hóa giải, thủ đoạn anh thường dùng đều trở nên vô dụng. Liếc mắt nhìn Lưu Tích Kỳ còn đang nằm trên mặt đất, trong lòng Dương Bách Xuyên âm thầm quyết định dùng Long Lân, nghĩ cách cứu Lưu Tích Kỳ trước đã rồi nói sau. Lúc này, chỉ nghe Đinh Thiền khinh miệt nói, Dương Bách Xuyên mày không tệ, tiên thiên tầng 1 có thể phát huy ra sức chiến đấu ngang bằng với tiên thiên tầng 5 đủ vốn liếng để kiêu ngạo, trách không được có thể chém giết bác tao Đinh Dương, ông ta xem như chết không oan uổng. Chẳng qua ở trước mặt Đinh Thiền tao, mày còn phải tu luyện thêm vài năm, hôm nay tìm tới mày, việc thứ nhất là báo thù cho Đinh Dương, thứ hai chính là đòi nợ. Tao nghe nói ở đại hội cổ võ, bác tao đã đưa tinh thạch tiên thiên cho mày làm tiền đặt cọc để mày luyện chế đan bồi nguyên, tuy rằng hiện tại ông ta đã chết nhưng thần tông vẫn còn đó, hơn nữa trên đời này còn không kẻ nào dám cướp đồ của thần tông, mày biết điều thì nhổ ra cho tao. Tao sẽ không tính toán món nợ này với mày, chỉ cần đưa tao 10 viên đan bồi nguyên, khoản này xem như trôi vào quên lãng. Thứ hai, mày giết chết bác tao, Đinh Dương, theo lý giết người phải đền mạng thì đúng ra hôm nay tao phải lấy mạng mày, chẳng qua hiện tại tao thay đổi ý định, mày chỉ cần giao đan phương đan bồi nguyên và bí pháp thần thông vừa sử dụng trên người cho tao, tao sẽ tha cho mày một mạng. Tuy nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tao sẽ phế bỏ tu vi của mày. Cuối cùng, tao giết mày, tự cướp lấy thứ tao muốn. Thế nào, ba lựa chọn này, mày chọn cái nào? Đinh Thiền không nóng không lạnh, đối mặt Dương Bách Xuyên khí thế 10 phần, giọng điệu như nắm chặt mọi thứ trong tay, dáng vẻ vô cùng khinh thường anh. Tuy trong lòng Dương Bách Xuyên sợ hãi thực lực của Đinh Thiền nhưng cũng chưa đến mức xoay người chạy trốn, hơn nữa chẳng lẽ anh không có lá bài tẩy à? Nghe Đinh Thiền nói xong, Dương Bách Xuyên bị chọc tức đến bật cười, ha ha ha. Thế nào, chọn xong chưa? Đinh Thiền không hề tức giận cười tủm tỉm hỏi Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên ngưng cười, híp mắt nói, Đinh Thiền, nếu như thập đại yêu nghiệt đều là hạng người tự phụ như mày thì trong mắt tao cũng chỉ như thế. Mặt khác, Đinh Dương chọc vào tao trước, tao giết ông ta thì sao? Chỉ là lẽ thường tình, mày lăn lộn trong giới võ cổ ngày đầu tiên đấy à? Lại nói, người đặt cọc tinh thạch tiên thiên với tao là Đinh Dương, không phải thần tông bọn mày, dựa vào cái gì bắt tao bồi thường đan bồi nguyên cho mày? Còn nữa, thần thông bí thuật trong miệng mày, thuận tiện sửa chữa một chút, cái đấy gọi là pháp thuật chứ không phải là thần thông, tên nhà quê. Ba lựa chọn mày đưa ra, tao chẳng chọn được cái nào, ngược lại tao cho mày một lựa chọn, bắt anh em tao, còn đả thương đối phương, khoản nợ này, mày tự sát thì tao có thể tha thứ cho mày. Phản ứng nằm ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên không chỉ không chọc tức Đinh Thiền mà hắn ta còn gật đầu nói, xem ra không thể đàm phán rồi. Hai người chúng ta ai cũng muốn giết chết đối phương, đây mới là pháp tắc của võ cổ, cũng được, lâu lắm rồi tao không đại khai sát giới, hôm nay liền bắt đầu từ mày vậy. Dứt lời, Đinh Thiền quét ánh mắt như dao về phía Dương Bách Xuyên, bàn tay khẽ lật xuất hiện một đoàn lực lượng chân nguyên, ngưng tụ không tan, dường như đang tích lũy lực lượng. Dương Bách Xuyên biết Đinh Thiền muốn ra tay, anh đã chuẩn bị cách ứng phó từ lâu, suy nghĩ vừa chuyển. Long Lân thai nghén ở đan điền nháy mắt đã bay ra, dưới sự điều khiển lập tức bay về phía hai lão giả cách Lưu Tích Kỳ không xa, đồng thời hét lên với Lục Tuyết Hy, mau cứu người. Lúc trước quyết đấu với Đinh Thiền chỉ diễn ra trong mấy phút ngắn ngủi mà thôi, Dương Bách Xuyên vẫn nhớ đến Lưu Tích Kỳ, chỉ là anh biết nên đề phòng Đinh Thiền trước. Sau khi Long Lân bay ra ngoài, hai lão giả Đinh Thiền dẫn theo hoàn toàn không có phòng bị. Sự chú ý của bọn họ vẫn luôn đặt trên người Dương Bách Xuyên và Đinh Thiền, kết quả có thể tưởng tượng được. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu hai lão giả bay lên trời. Sau khi Dương Bách Xuyên chém giết thành công, anh điều khiển Long Lân bay thẳng về phía Đinh Thiền, trong lòng không hề nắm chắc có thể đối phó Đinh Thiền hay không. Hiện tại anh chỉ tranh thủ thời gian cho Lục Tuyết Hy, chỉ cần giữ chân Đinh Thiền, để Lục Tuyết Hy mang Lưu Tích Kỳ đi là tốt rồi. Muốn chết. Thấy hai tiên thiên bị Dương Bách Xuyên dùng thủ đoạn bí ẩn chém giết trong chớp mắt, trong lòng Đinh Thiền kinh hãi, chẳng qua hắn ta ngay lập tức thấy rõ là một mảnh vảy cá lớn vàng rực rỡ, hơn nữa còn đang bay về phía mình bằng tốc độ còn nhanh như sấm chớp. Cuối cùng Đinh Thiền cũng mất đi vẻ bình tĩnh lúc trước,
cũng không biết là bởi vì Dương Bách Xuyên chém giết hai đồng môn của hắn ta hay vì thấy Long Lân bay tới mà hoảng sợ. Dương Bách Xuyên sai Long Lân lao thẳng đến cổ Đinh Thiền, tốc độ cực nhanh, xẹt qua không trung giống như tia chớp. Ngay sau đó, anh thấy Đinh Thiền tức giận gầm lên, một vầng sáng màu xanh vô cùng chói mắt trong đêm đen bỗng bao phủ toàn bộ cơ thể hắn ta. Ầm ầm. Sau một tiếng nổ lớn, cả người Dương Bách Xuyên chấn động, dường như Long Lân đã va chạm vào vật cứng rắn gì đó, ánh sáng xám xịt hẳn đi quay về trong cơ thể anh. Dương Bách Xuyên vừa ngẩng đầu lên, thấy ánh sáng chói mắt trên người Đinh Thiền tản đi, lộ ra thân hình. Trong lúc đó Lục Tuyết Hy đã đỡ Lưu Tích Kỳ dậy, nhanh chóng rời đi, Dương Bách Xuyên mệnh lệnh cho cô ta đi cứu người. Vốn dĩ Lục Tuyết Hy còn muốn tìm cơ hội giải quyết hai gã lão giả bên cạnh Đinh Thiền, lại không nghĩ tới bọn họ bị Dương Bách Xuyên giết chết trong nháy mắt giúp cô ta bớt đi rất nhiều rắc rối khi cứu người. Nhìn thấy Lục Tuyết Hy rời đi, trong lòng Dương Bách Xuyên yên tâm hơn rất nhiều. Ngay lúc này, giọng nói rét lạnh của Đinh Thiền truyền đến, không nghĩ tới trong tay mày cũng có thần binh, tốt lắm, xem ra hôm nay Đinh Thiền tao chiếm hời. Dương Bách Xuyên lúc này cũng rất chấn động, bởi vì anh thấy trên người Đinh Thiền xuất hiện một bộ khôi giáp, trọng điểm là khôi giáp của hắn ta cũng là linh khí, nhìn khí tức còn là linh khí trung phẩm. Trách không được công kích của Long Lân không thể làm hắn ta bị thương. Nói thật, hiện tại Dương Bách Xuyên hơi dè chừng. Long Lân nói trắng ra không tính là linh khí chân chính, chỉ là bởi vì là nó được rút ra từ khôi giáp chân long nên uy lực có thể sánh ngang linh khí trung phẩm. Trong khi đó khôi giáp trên người Đinh Thiền lại là linh khí hàng thật giá thật. Linh khí khôi giáp của Đinh Thiền có thể phòng ngự Long Lân của anh, Dương Bách Xuyên còn cảm giác thực lực của Đinh Thiền mạnh hơn anh một bậc, hẳn tầm tiên thiên tầng 6, hơn nữa trong cơ thể hắn ta còn có một cỗ lực lượng quỷ dị khác, hiện tại anh thật sự không biết nên ứng phó thế nào. Nhìn vẻ tham lam toát lên trong mắt đối phương, lòng Dương Bách Xuyên trầm xuống, rất rõ ràng tên này muốn cướp Long Lân của anh. Đối với Đinh Thiền mà nói, mảnh vảy cá vàng óng của vừa rồi chính là thần binh, cùng một cấp bậc với khôi giáp trên người hắn ta. Thần binh ở trong mắt võ giả cổ chính là lợi khí, không phải phàm vật, có linh tính tồn tại. Khôi giáp trên người hắn ta chính là chí bảo của thần tông, nếu hắn ta không phải là con trai tông chủ, còn có huyết mạch tiên thiên thì chưa đến lượt hắn ta sử dụng này. Tấm khôi giáp này ẩn chứa bí mật tiên thiên, đã được truyền thừa mấy nghìn năm. Nói về thần binh, nếu là loại hình công kích có thể gia tăng chiến lực lên gấp đôi, mà loại phòng ngự là càng chân quý, vừa rồi nếu không phải hắn ra khởi động khôi giáp, thần binh công kích của Dương Bách Xuyên đủ khiến hắn ta bị thương rồi. Đinh Thiền vẫn luôn mong ước có được một thần binh loại công kích, đáng tiếc thứ này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Không ngờ hôm nay trên người Dương Bách Xuyên lại xuất hiện một món, hơn nữa thứ bậc còn không thấp, giống khôi giáp trên người hắn ta đều là thần binh trung phẩm. Hiện tại ánh mắt Đinh Thiền nhìn Dương Bách Xuyên tràn đầy tham lam, trong đầu chỉ còn hai chữ cướp đoạt. Thực lực của Dương Bách Xuyên trong suy nghĩ của Đinh Thiền chỉ là tiên thiên tầng 5 mà thôi, trong khi đó hắn ta lại là tiên thiên tầng 6, bắt lấy đối phương không phải là chuyện khó. Đinh Thiền nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng đang quan sát Đinh Thiền, nói chính xác hơn là quan sát khôi giáp trên người hắn ta. Lúc biết Đinh Thiền cũng có thần binh, anh sửng sốt một phen, bởi vì anh biết võ cổ giả không thể luyện chế được linh khí, đến cả tu chân giả cũng không có mấy ai luyện được. Chẳng qua ngay sau đó anh lập tức bình thường trở lại, trên trái đất có di tích tu chân, xuất hiện linh khí cũng không kỳ lạ. Dương Bách Xuyên đang kêu gào sư phụ trong đầu, bởi vì anh cảm giác có chút không đỡ nổi. Công kích Long Lân bị khôi giáp của Đinh Thiền cản lại đã khiến anh mất đi ưu thế số 1. Muốn thoát thân rất khó, xem ra lần này đụng phải khắc tinh rồi. Sư phụ, tên này có khôi giáp linh khí, người bảo con nên làm gì bây giờ? Dương Bách Xuyên gào thét gọi sư phụ Vân Thiên Tà. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể cầu cứu sư phụ, không có biện pháp, thực lực của Đinh Thiền cao hơn anh một bậc, trên người lại có khôi giáp linh khí phòng ngự khiến công kích của Long Lân mất đi tác dụng. Về pháp thuật, sư phụ truyền thụ cho anh ba loại pháp thuật, thuật ngự phong và thuật tị thủy thì không nói rồi, duy nhất thuật khống lôi có khả năng công kích thì anh chưa đủ điều kiện tu luyện. Mà năm pháp thuật trong vô thuật, nhìn qua không có bao nhiêu tác dụng với Đinh Thiền. Vì vậy Dương Bách Xuyên chỉ có thể cầu cứu sư phụ Vân Thiên Tà. Vân Thiên Tà đáp lại rất nhanh, giống như đã chú ý đến tình huống của Dương Bách Xuyên từ lâu.
thằng nhóc này, đầu con có bị uống nước không? Muốn giấu kim đan tam chuyển trên người đến mốc meo à? Chỉ là một thằng nhóc tiên thiên nho nhỏ mà thôi, trên người có khôi giáp linh thì sao? Chỉ cần tu vi cường đại, cho dù đối phương có mặc mai rùa cũng có thể đánh thành cặn bã, đừng nhìn hắn ta đang mặc khôi giáp linh khí, cổ võ giả có thể phát huy ra uy lực chân chính của linh khí à? Vân Thiên Tà không nhanh không chậm mắng Dương Bách Xuyên, có vẻ không hề lo lắng chút nào. Đúng vậy, sao con có thể quên mất kim đan tam chuyển trong thời khắc quan trọng như vậy được nhỉ? Dương Bách Xuyên lập tức tràn đầy. Dựa theo công hiệu của kim đan tam chuyển, dùng xong tệ nhất cũng tăng lên một cảnh giới nhỏ, thế nhưng chừng đó đã đủ với anh rồi, ít nhất không cần lo lắng đấu không lại Đinh Thiền, nếu không thì chạy trốn cũng không thành vấn đề. Trong lòng anh khẽ chuyển, lấy ra một viên kim đan tam chuyển, nuốt xuống. Kim đan tam chuyển không phải là đan dược bình thường có thể so sánh, nó là đan dược cấp 3, hơn nữa còn là thượng phẩm. Trong nháy mắt, đan dược trong cơ thể hóa thành một nguồn linh khí lớn. Dương Bách Xuyên nhếch miệng, vận chuyển càn khôn tạo hóa quyết, bắt đầu luyện hóa, linh khí trong kim đan tam chuyển rất tinh khiết, hầu như không cần luyện hóa, nhanh chóng chuyển hóa thành chân khí. Hơn nữa tác dụng của kim đan tam chuyển cũng không chỉ tăng tu vi mà còn tăng tinh thần lực, đây cũng là nguyên nhân cỏ cửu chuyển hoàn hồn được liệt vào danh sách 10 loại linh dược quý hiếm ở tu chân giới. Đan dược luyện chế linh dược bình thường chỉ có thể tăng tu vi hoặc chân khí, chỉ có một số ít đan dược luyện từ linh dược như cỏ cửu chuyển hoàn hồn mới có thể tăng đồng thời tu vi và tinh thần lực, thật sự hiếm có khó tìm. Lúc Đinh Thiền chuẩn bị công kích Dương Bách Xuyên cũng thấy được Dương Bách Xuyên trong tay lóe lên một tia sáng. Sau đó hắn ta liền cảm thấy khí thế của Dương Bách Xuyên bắt đầu không ngừng tăng lên. Đinh Thiền liền cảm thấy không thích hợp, tuy rằng hắn ta không thấy rõ Dương Bách Xuyên vừa nuốt xuống thứ gì nhưng có thể đoán được chắc chắn là thiên tài địa bảo có thể tăng tu vi. Để tránh xảy ra biến cố, Đinh Thiền nhanh chóng tung một quyền về phía Dương Bách Xuyên. Chân nguyên cường đại hội tụ ở nắm tay, một quyền vung ra, bụi đất trong vòng 3 mét bay tứ tung, khí thế ngút trời. Đúng lúc này trên người Dương Bách Xuyên bỗng phát ra một tiếng nổ vang, cơ thể chấn động, tu vi đột phá đến trúc cơ kỳ tầng 2. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng mừng rỡ, kim đan tam chuyển vừa vào bụng đã có hiệu quả ngay lập tức, càng khiến anh vui hơn chính là linh khí trong cơ thể vẫn đang không ngừng tăng lên, đánh thẳng vào cánh cửa trúc cơ kỳ tầng 3. Cùng lúc đó Đinh Thiền một quyền đã lao đến cách anh 1 mét. Tu vi của Dương Bách Xuyên đã tăng lên. Tích tụ chân khí cả người đánh ra một quyền, nghênh đón nắm đấm của Đinh Thiền. Anh muốn cứng đối cứng, thử xem thực lực hiện tại của mình đã có thể chống lại Đinh Thiền hay chưa. Đinh Thiền chỉ ở tiên thiên tầng 3 lại có thể phát huy ra sức mạnh của tiên thiên tầng 6, bởi vì trong cơ thể hắn ta có một lực lượng đặc thù khác. Dương Bách Xuyên biết, dù tu vi anh tăng lên một cảnh giới nhỏ nhưng lại mạnh hơn Đinh Thiền. Bởi vì cảnh giới thật sự của anh chỉ là tiên thiên tầng 1 nhưng lực chiến lại sánh ngang tiên thiên tầng 5. Hiện tại anh đã đột phá đến trúc cơ kỳ tầng 2, ít nhất cũng có thể ngang tay với tiên thiên tầng 6 nhỉ. Sau khi hai quyền va chạm với nhau, cổ tay Dương Bách Xuyên lại kêu rắc rắc. Cổ tay gãy xương càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng lúc này đây, trong lòng Dương Bách Xuyên rất bình tĩnh. Một kích va chạm này, trên phương diện chân khí, anh và Đinh Thiền cân sức ngang tài, thậm chí nếu không phải lúc trước cổ tay anh bị thương thì đã có thể áp chế Đinh Thiền rồi. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười lùi về phía sau mấy bước, nuốt một giọt nước sinh mệnh, chữa khỏi cổ tay gãy xương đã rồi nói sau. Nước sinh mệnh vô cùng thần kỳ, dùng để chữa trị cổ tay bị gãy xương không khác gì giết gà bằng dao mổ trâu, vết thương nháy mắt đã lành lặn. Chẳng qua, một giây sau, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động. Vội vàng vận chuyển càn khôn tôi thể quyết, anh cảm thấy dưới tác dụng của nước sinh mệnh, hình như máu thịt và xương cốt xảy ra thay đổi. Sau khi vận chuyển càn khôn tôi thể quyết, toàn thân Dương Bách Xuyên lập tức vang lên tiếng nổ ầm ầm. Thân thể từ lần trước đạt tới kim cương nhục thể thì không có tiến bộ nữa, không nghĩ tới hiện tại dưới một giọt nước sinh mệnh kèm theo càn khôn tôi thể quyết, cơ thể đã lâu lắm không có động tĩnh gì bắt đầu tăng lên. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận rõ ràng máu thịt và xương cốt cả người anh đang xảy ra thay đổi về chất, nhanh chóng cứng rắn. Anh vốn đang ở kim cương nhục thể tầng 1, sau cơn chấn động đã đột phá lên tầng 2, đây đúng là niềm vui bất ngờ. Dương Bách Xuyên thật sự không nghĩ tới hôm nay tu vi lẫn thân thể của anh đều có đột phá. Lúc anh đang lùi về phía sau,
cơ thể lại là ầm ầm vang lên, tu vi đột phá lần thứ hai, đạt tới trúc cơ kỳ tầng 3, trong khi đó dược hiệu của kim đan tam chuyển vẫn chưa hết, cảnh giới còn đang tăng lên. Sau khi đột phá, trên người Dương Bách Xuyên tỏa ra khí tức cường đại chấn nhiếp Đinh Thiền, đối phương hoảng hốt lắp bắp, mày. Đinh Thiền biết sau khi đạt tới tiên thiên, mỗi lần tăng một cảnh giới khó khăn chừng nào. Võ cổ giả tiên thiên bình thường muốn tăng một cảnh giới ít nhất cũng phải tốn 1 năm rưỡi. Thế nhưng trong vòng không đến 10 hơi thở, tu vi của Dương Bách Xuyên đã tăng lên 2 cảnh giới nhỏ, càng kinh khủng chính là khí tức của đối phương vẫn đang leo lên. Nói cách khác, tu vi của anh vẫn có thể tăng lên nữa. Đinh Thiền lắp bắp định hỏi cái quái gì thì lúc này, một luồng khí thế cường đại lại phát ra từ người Dương Bách Xuyên. Lại đột phá, Đinh Thiền khiếp sợ kêu lên. Thẳng đến lúc này, hắn ta mới phát hiện khí tức trên người Dương Bách Xuyên đã ngừng lại. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, anh đã liên tiếp đột phá 3 cảnh giới nhỏ. Ở trong mắt Đinh Thiền, hắn ta trơ mắt nhìn cảnh giới của Dương Bách Xuyên một đường tăng lên từ tiên thiên tầng 1 đến tiên thiên tầng 4. Đây có phải là con người không đấy? Phương thức và tốc độ đột phá như thế này, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy giới võ cổ, thậm chí cũng chưa từng nghe thấy. Sở dĩ thập đại yêu nghiệt trên bảng luận võ được xưng là yêu nghiệt bởi vì thiên phú tu luyện của bọn họ nhanh hơn võ cổ giả tiên thiên bình thường rất nhiều nên mới có danh xưng yêu nghiệt. Bây giờ thì sao? Đinh Thiền không biết hắn ta có được xem như yêu nghiệt không? Nếu là yêu nghiệt, vậy thì Dương Bách Xuyên trước mắt là cái gì? Yêu nghiệt của yêu nghiệt, hai người bọn họ, rốt cuộc ai mới là yêu nghiệt? Đinh Thiền thầm nghĩ. Không thể nghi ngờ. Đinh Thiền biết rõ, hiện tại Dương Bách Xuyên liên tiếp tăng lên 3 cấp, phỏng chừng bản thân không phải là đối thủ của anh nữa rồi. Thật ra lúc này Đinh Thiền không hề sợ hãi, bởi vì hắn ta còn có lá bài tẩy trong tay, ngược lại hắn ta nghĩ đến một vấn đề làm máu huyết cả người sôi trào. Lúc trước Dương Bách Xuyên đã dùng thứ gì? Chẳng lẽ là đan dược? Có thể liên tiếp tăng lên 3 tiểu cảnh giới, tuyệt đối là thiên tài địa bảo nhỉ? Nghĩ tới đây, cả người Đinh Thiền bắt đầu run rẩy, không phải e ngại, mà là kích động, trong lòng thầm nghĩ nếu hắn ta có thể cướp được thiên tài địa bảo hoặc đan dược Dương Bách Xuyên vừa sử dụng, chẳng phải tu vi cũng có thể tăng lên rất nhiều à. Đến lúc đó, Đinh Thiền hắn ta không chỉ xếp thứ 9 trong thập đại yêu nghiệt trên bảng luận võ nữa mà còn có thể thuộc 3 hạng đầu, thậm chí là tranh chấp bảo tọa hạng nhất với vị nào đó ở Côn Luân. Phải lấy được đồ vật trong tay Dương Bách Xuyên, hai mắt Đinh Thiền đỏ kè. Dương Bách Xuyên thu công nhìn về phía Đinh Thiền cũng thấy được vẻ tham lam trong mắt hắn ta, thoáng nghĩ một chút liền biết Đinh Thiền đang nhìn chằm chằm kim đan tam chuyển trong tay anh. Dương Bách Xuyên cười khẩy. Hiện tại toàn thân anh đang tràn ngập lực lượng, tuy một viên kim đan tam chuyển kim chỉ tăng lên 3 cảnh giới nhỏ, không giống trong miêu tả có thể tăng lên mấy cảnh giới nhưng Dương Bách Xuyên đã cảm thấy hài lòng rồi. Bởi vì linh căn của anh có thuộc tính ngũ hành, bản thân tu luyện chậm hơn người khác. Mỗi lần tăng lên một cảnh giới nhỏ đều cần lượng linh khí nhiều gấp mấy lần người ta. Hiện tại có thể từ một phát từ trúc cơ kỳ tầng lên trúc cơ kỳ tầng 4, còn có cái gì không hài lòng. Hơn nữa hiện tại anh mới chỉ sử dụng kim đan tam chuyển, về phần kim đan cửu chuyển trong truyền thuyết thì phải dùng cỏ cửu chuyển hoàn hồn 9 hoa mới luyện chế ra được. Anh đã gieo trồng 3 hạt giống trong không gian bình càn khôn. Dùng cỏ cửu chuyển hoàn hồn 3 hoa 3 lá luyện chế kim đan tam chuyển có dược hiệu cỡ này đã không tệ. Nhìn dáng vẻ tham lam của Đinh Thiền, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, mày đang thèm muốn bảo bối có thể tăng tu vi trong tay tao đúng không? Đinh Thiền gật đầu theo bản năng, đúng, giao đồ vật trong tay ra, tao miễn cho mày tội chết. Ha ha ha, được thôi, tặng cho mày. Chữ cuối cùng vừa thốt lên, Dương Bách Xuyên bước lên một bước. Nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Đinh Thiền, giơ tay thi triển chấn thiên trường, vỗ xuống đầu hắn ta. Sau khi tu vi của Dương Bách Xuyên đạt đến trúc cơ kỳ tầng 4, năng lượng trong cơ thể không có chỗ xả, vừa hay có thể lấy Đinh Thiền thử nghiệm. Chấn thiên trường là trường mạnh nhất, bởi vì tu vi tăng nên uy lực đã khác xưa. Kình phong lớn hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt Đinh Thiền đanh lại, nhìn Dương Bách Xuyên giáng một trường xuống. Hắn ta hừ lạnh đỡ chiêu, cho rằng Dương Bách Xuyên không thể sánh bằng đệ tử của tông môn lớn như mình. Trước khi đến Trung Quốc, Đinh Thiền đã điều tra thân phận gia thế của Dương Bách Xuyên, biết Dương Bách Xuyên chỉ là một kẻ không có chống lưng,
8 tông môn lâu đời lớn nhất Trung Quốc không có quan hệ mật thiết với anh. Đương nhiên những thông tin này phần lớn là Nguyên Thần Tử phái Thanh Thành cung cấp. Ninh Thiền có tự phụ không? Tất nhiên là có, điều này liên quan đến xuất thân của hắn ta và cả thân phận một trong thập đại yêu nghiệt. Mặc dù tu vi của Dương Bách Xuyên tăng vọt, nhưng vẫn nằm trong phạm vi Đinh Thiền có thể chống đỡ. Dùng trưởng đỡ trưởng, đây là phong cách của người xuất thân từ tông môn lớn. Đinh Thiền chắc chắn sẽ cứng đối cứng với Dương Bách Xuyên. Nhưng kết quả thật thê thảm. Bộp. Rắc. Phụt. Lần này người bị gãy xương đổi thành Đinh Thiền. Sau khi dùng một trưởng đỡ đòn, Đinh Thiền bị gãy xương cánh tay, đồng thời hộc máu vì bị chân khí mạnh mẽ của Dương Bách Xuyên nghiền ép, cơ thể bay ngược ra ngoài. Rầm. Đinh Thiền văng xa hơn 10 mét, rơi xuống đất phát ra âm thanh chấn động. Nhưng hắn ta nhanh chóng đứng dậy, nhìn Dương Bách Xuyên, lau máu ở khóe miệng. Quả thật Đinh Thiền rất sốc, cũng biết là mình đã sơ suất. Xét về tu vi chân khí, Đinh Thiền biết trong hiệp đấu này Dương Bách Xuyên mạnh hơn mình nhiều. Với thực lực này, e là cho dù hôm nay tên Ngụy Quân Tử Thanh Thành xếp hạng 8 ở đây cũng không đỡ được. Sốc thì sốc, song Đinh Thiền vẫn có cách đối phó. Bởi vì vừa rồi hắn ta không sử dụng thần binh khôi giáp trên người, trên hết là hắn ta vẫn chưa sử dụng tuyệt chiêu. Nếu sử dụng thần binh khôi giáp để phòng thủ thì có thể giảm sát thương công kích của Dương Bách Xuyên. Càng nghĩ như vậy, Đinh Thiền càng kiên quyết hơn. Hắn ta không cho phép mình thua một tên vô danh tiểu tốt, thập đại yêu nghiệt do luận đạo tiên thiên xếp hạng không phải hư danh. Dương Bách Xuyên, hôm nay mày chết chắc. Đinh Thiền đầu tóc bù xù, miệng vương vết máu, sắc mặt u ám đáng sợ, không còn dáng vẻ phóng khoáng ngạo mạn như trước. Tao chết hay không thì không biết, nhưng hôm nay mày nhất định phải chết. Bình sinh tao ghét nhất, hận nhất là có kẻ lợi dụng người thân bạn bè của tao để uy hiếp tao. Mà một võ cổ giả ngoại quốc như mày không chỉ làm vậy, mà còn phá vỡ giao ước giữa võ cổ giả Trung Quốc và nước ngoài, thậm chí cả quy tắc giới võ cổ trả thù không liên lụy tới người thân bạn bè. Chỉ với điều này, hôm nay tao cũng phải giết mày. Dương Bách Xuyên cũng trở nên hung ác, bây giờ anh không sợ Đinh Thiền, một kích vừa nãy đã thể hiện rõ thể chất ngũ hành linh căn có thể chứa nhiều chân khí hơn người khác. Huống chi tu vi của anh đã tăng liền 3 cảnh giới nhỏ. Theo đó không chỉ tu vi chân khí mạnh hơn, mà tinh thần lực và chân khí trong tam chuyển kim đan cũng tăng 2 cấp, hiệu quả rõ rệt. Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ tinh thần lực cô đọng hơn nhiều. Điều đáng tiếc duy nhất là linh thức vẫn chỉ bao trùm trong phạm vi 900 mét không tăng thêm. Tuy nhiên, kim cương nhục thể của anh đã đạt đến tầng thứ 2, sức mạnh nhục thể cũng tăng gấp bội. Nếu như một trưởng vừa rồi dùng đến sức mạnh nhục thể, Dương Bách Xuyên tin rằng Đinh Thiền không chỉ hộc máu đâu. Trong tình cảnh này mà đối phương còn dám uy hiếp mình, điều này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ giận dữ. Anh lập tức đốt chát lại, đe dọa người khác hả, ai sợ ai. Đinh Thiền cười lạnh, ha ha ha, hôm nay bản thiếu gia sẽ cho mày biết thế nào là thiên phú yêu nghiệt. Dứt lời hắn ta đột nhiên thét dài, gừ. Dương Bách Xuyên giật thót. Anh nhìn thấy trên mặt Đinh Thiền xuất hiện hoa văn máu vừa giống mạch máu vừa giống một loại đồ đằng nào đó. Thoáng cái Đinh Thiền trở nên vô cùng dữ tợn. Mắt biến thành màu đỏ như máu, con người không còn màu đen. Toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh, trên người xuất hiện khôi giáp lấp lánh. Khí thế cũng tăng vọt, may mà Dương Bách Xuyên cảm thấy đối phương vẫn không mạnh hơn mình. Đúng lúc này. Trong đầu Dương Bách Xuyên vang lên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, ồ, huyết mạch thú hóa ma đạo. Thật sự là vi sư không nhìn thấu thế giới này của các người. Rốt cuộc trái đất là thế giới như thế nào mà ngay cả huyết mạch thú hóa biến mất một kỷ nguyên ở tu chân giới cũng xuất hiện ở đây. Nghe sư phụ nói vậy, Dương Bách Xuyên thắc mắc, lão già ơi, huyết mạch thú hóa ma đạo là gì? Vân Thiên Tà nghiêm giọng nói, huyết mạch thú hóa ma đạo là huyết mạch kết hợp giữa ma tộc và dị thú. Đương nhiên hiện giờ không còn nữa, dị thú đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Ta đoán huyết mạch của tên Đinh Thiền này là ma hóa nhờ thôn phệ huyết mạch của dị thú viễn cổ nào đó, chứ không phải huyết mạch thú hóa viễn cổ chân chính. Nhưng dù vậy cũng không thể coi thường. Phàm là huyết mạch có thể dung hợp thú hóa đều thuộc về dị thú cổ xưa mạnh mẽ. Sau khi dung hợp, sức mạnh chắc chắn sẽ tăng vọt, hơn nữa còn phát huy một phần thiên phú của dị thú, vượt xa thực lực tu vi của bản thân.
cực kỳ đáng sợ. Xem ra Đinh Thiền nhắm vào điểm này, còn hãy cẩn thận chút, tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh. Vi sư có thể cảm nhận được huyết mạch dị thú mà cậu ta dung hợp không đơn giản. Dương Bách Xuyên rất kinh ngạc khi nghe sư phụ nói vậy. Hiếm thấy sư phụ chú trọng chuyện gì, đây là lần đầu tiên. Anh không kìm được hỏi, lão già, ý của người là Đinh Thiền tìm được dị thú viễn cổ nào đó, hay nói chính xác hơn là thôn phệ vật quý quan trọng nào đó trên người dị thú, sau đó dung hợp một phần sức mạnh của dị thú vào cơ thể mình, từ đó có thể phát huy một số thiên phú và sức mạnh của dị thú, phải không? Đúng vậy, nếu thứ Đinh Thiền dung hợp là tinh hạch của dị thú, vậy thì con chỉ có thể chạy trốn thôi. Tinh hạch tương đương với kim đan của người tu chân, chứa đựng toàn bộ tu vi. Nếu chỉ dung hợp một ít máu thì không sợ, Vân Thiên Tà giải thích. Rốt cuộc dị thú là gì? Dương Bách Xuyên hỏi. Tổ tiên của Trồn và Hầu Đậu Đậu, hai linh thú của con chính là dị thú. Trồn Thần Phi Thiên, Miêu Hầu Lục Nhĩ, linh thú hồng hoang thời viễn cổ đều là dị thú. Nhưng theo vi sư biết thì từ kỷ nguyên trước rất nhiều dị thú đã tuyệt chủng trong đại kiếp thiên đạo, những dị thú còn tồn tại đến giờ ở tu chân giới chỉ là một vài thần thú thần cầm. Nhưng ở tu chân giới thần thú cũng rất hiếm, không ngờ trái đất lại có huyết mạch dị thú. Xem ra thế giới này thật sự không đơn giản, nhớ là sau này còn phải đi đó đi đây thăm thú nhiều hơn. Vi sư chợt nhớ đến một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi ở tu chân giới, nếu được chứng thực thì... Ôi trời ơi! Cuối câu Vân Thiên Tà đột nhiên hét lên, dường như nghĩ đến chuyện gì kinh thiên động địa. Dương Bách Xuyên nổi lòng mò mò, bèn gặng hỏi, truyền thuyết gì vậy lão già? Có phải liên quan đến trái đất không? Con đừng hỏi nữa, vi sư chỉ suy đoán thôi, chờ sau này con đi các nơi trên trái đất nhìn ngắm nhiều hơn mới có thể xác định có phải hay không, hỏi nhiều không có lợi cho con. Bây giờ con vẫn nên đối phó với Đinh Thiền thì hơn, cứ mạnh dạn đánh cậu ta. Vi sư nhìn ra cậu ta chỉ dung hợp một ít máu thôi, không phải dung hợp tinh hạch dị thú. Nghĩ cũng phải, tinh hạch của dị thú viễn cổ đâu phải thứ một con kiến hôi có thể tiếp nhận. Có vẻ như Vân Thiên Tà đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó, lẩm bẩm rì rầm, Đinh Thiền biến thành con kiến hôi trong lời nói của ông. Trong lúc thầy trò Dương Bách Xuyên trao đổi, Đinh Thiền phía đối diện gầm lên một tiếng. Gừ. Sau đó, trên mặt Đinh Thiền hiện đầy hoa văn. Trong tiếng gào thét, hắn ta bước một phát xa hơn 10 mét, nháy mắt đã xuất hiện ở vị trí cách Dương Bách Xuyên 3 mét. Tốc độ của Đinh Thiền nhanh như ma quỷ, làm cho Dương Bách Xuyên sợ hết hồn, lập tức tung ra một chưởng không cần suy nghĩ. Ầm. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Dương Bách Xuyên cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào, anh lùi về sau mấy bước mới dừng lại, ngẩng đầu thì thấy Đinh Thiền đã xông đến. Dương Bách Xuyên kinh hãi. Sức mạnh của Đinh Thiền cũng đã tăng vọt, vậy mà lại đỡ được một kích của anh, còn có thể đánh trả, tựa như một chưởng vừa rồi chỉ là gãi ngứa cho hắn ta. Dương Bách Xuyên nhìn khôi giáp trên người Đinh Thiền, cảm nhận được khí huyết sôi trào trong cơ thể. Anh biết tên này lợi dụng khôi giáp và luồng sức mạnh khác trong cơ thể mới có thể làm được như vậy. Đó hẳn là sức mạnh dị thú, chẳng qua bây giờ vẫn chưa biết Đinh Thiền dung hợp sức mạnh huyết thống của dị thú nào. Trên người Đinh Thiền như bốc cháy, khí thế mạnh mẽ. Dương Bách Xuyên biết đó là kết quả của sức mạnh cường đại tỏa ra quanh người. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể đối phó, và lại tu vi của anh vừa thăng cấp, không phải là làm màu. Nhục thể, chân khí và tinh thần lực, cả ba yếu tố đều thăng cấp. Mặc dù Đinh Thiền đã kích hoạt huyết mạch dị thú gì đó, nhưng Dương Bách Xuyên không sợ, cùng lắm cũng chỉ kinh ngạc thôi. Suy cho cùng thì người tu chân và võ cổ giả vẫn có sự chênh lệch. Sự chênh lệch này thể hiện ở phương diện vận dụng linh khí trời đất, Dương Bách Xuyên bỏ xa Đinh Thiền. Chân khí vận chuyển trong cơ thể, sức mạnh hội tụ trên hai bàn tay. Đối diện với công kích của Đinh Thiền, Dương Bách Xuyên bước ra một bước, mạnh mẽ xuất kích. Anh không tin chân khí và sức mạnh nhục thể đã tăng liền ba cảnh giới nhỏ mà không đỡ nổi huyết mạch dị thú gì đó của Đinh Thiền. Và lại Đinh Thiền có lợi hại đến mấy cũng chỉ là một võ cổ giả, sư phụ nói hắn ta không dung hợp tinh hạch dị thú, vậy thì không cần sợ. Dị thú thời hồng hoang đâu phải cải thảo, có bao nhiêu con chứ? Sư phụ nói dị thú tuyệt chủng từ lâu rồi. Huyết mạch dị thú mà Đinh Thiền lấy được chắc chỉ là ít da lông vớ vẩn thôi. Hai người liều mạng lấy quyền chọi quyền.
Bộp. Sau đó cả hai đều lùi về sau. Dương Bách Xuyên lùi lại 3 mét, hai chân vạch ra một vết sâu trên mặt đất mới dừng lại, toàn thân và hai nắm đấm đã tê dần. Anh thầm nói trong lòng, không ngờ sau khi thú hóa, sức mạnh nhục thể của đối phương lại mạnh như vậy. Mà Đinh Thiền còn kinh ngạc hơn Dương Bách Xuyên, hắn đã dốc toàn bộ sức mạnh vào một kích này, nhưng lại lùi xa hơn Dương Bách Xuyên, lùi khoảng 6 mét mới dừng lại, toàn thân cũng đau nhức vô cùng. Từ điểm này có thể thấy ai mạnh ai yếu. Đinh Thiền thấy hình như Dương Bách Xuyên chưa dốc toàn lực, vẫn giữ lại một phần. Lúc này, hiếm có khi Đinh Thiền bất giác sinh lòng sợ hãi. Sau khi Dương Bách Xuyên tỉnh táo lại cũng đã hiểu ra điểm này, tức thì lòng tin tăng vọt. Anh híp mắt nhìn Đinh Thiền, nhếch mép cười. Anh đã nói là hôm nay muốn chém chết Đinh Thiền để báo thù cho Lưu Tích Kỳ thì nhất định sẽ làm được. Hiện giờ anh cũng không biết tình hình của Lưu Tích Kỳ thế nào. Dám bắt người thân bạn bè của anh để uy hiếp anh là chạm vào vảy ngược của anh không thể tha thứ, lại càng không thể bỏ qua. Nhất định phải giết Đinh Thiền. Trong lúc suy nghĩ, Dương Bách Xuyên lại gọi vảy rồng trong đan điền ra ngoài. Tia sáng vàng lóe lên rồi bay thẳng tới đầu của Đinh Thiền. Sư phụ nói rất đúng, mặc dù Đinh Thiền mặc linh khí khôi giáp giống như mai rùa đen, nhưng trước sức mạnh cường đại cũng bị đánh thành tro. Dù sao Đinh Thiền cũng chỉ là võ cổ giả, không phát huy được uy lực chân chính của linh khí. Dương Bách Xuyên cảm thấy linh khí khôi giáp này mặc trên người anh thì hợp hơn. Dưới sự điều khiển bằng suy nghĩ của Dương Bách Xuyên, vảy rồng bay vèo đến đầu của Đinh Thiền. Đinh Thiền phía đối diện cười khẩy, thúc giục chân nguyên bao quanh người. Dương Bách Xuyên, mày tưởng loại thần binh có tính công kích này có thể làm bản thiếu gia bị thương ư? Nực cười. Keng. Quả nhiên vảy rồng va mạnh vào khôi giáp của Đinh Thiền nhưng hắn ta không hề hấn gì. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên mỉm cười, đừng vội, anh đây từ từ chơi với mày. Chẳng phải là một cái mai rùa thôi sao? Tao con mẹ nó đập vỡ. Anh vừa nói vừa dùng suy nghĩ điều khiển vảy rồng tấn công lần nữa. Hiện tại anh điều khiển vảy rồng đã có tu vi mạnh mẽ chống đỡ, có thể liên tục tấn công khôi giáp của Đinh Thiền, quấy nhiễu hắn ta. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên không chỉ dựa vào vảy rồng. Một giây sau, anh lạnh lùng cười một tiếng rồi bước tới bên cạnh Đinh Thiền, vung nắm đấm nện mạnh lên người đối phương. Anh đã dồn hai loại sức mạnh chân khí và nhục thể vào nắm đấm này, không kém gì sức mạnh vạn quân. Mục đích chỉ có một, đó là đập chết Đinh Thiền. Chẳng phải hắn ta có linh khí khôi giáp sao? Được thôi, ông mày dùng sức mạnh cường đại đập từ từ. Để xem khôi giáp linh khí của mày có thể chống chịu bao lâu. Linh khí được gọi là linh khí bởi vì linh khí có linh. Khi bị đánh đau nó sẽ chán nản, tự động quay về trong cơ thể. Rầm rầm rầm. Dương Bách Xuyên nện từng quyền lên người Đinh Thiền. Đồng thời vảy rồng cũng không ngừng công kích cùng một vị trí trên khôi giáp của hắn ta. Vảy rồng có thể so với linh khí trung phẩm liên tục công kích, cộng thêm nắm đấm mạnh mẽ nện xuống. Dương Bách Xuyên không tin mình không thể đánh chết Đinh Thiền. Nét mặt Đinh Thiền cứng đờ, hắn ta hiểu ý của Dương Bách Xuyên. Đinh Thiền lập tức hoảng loạn, trong phút chốc ngây người đó, hắn ta đã bị Dương Bách Xuyên nhân cơ hội đấm mười mấy phát liên tiếp. Bấy giờ hắn ta mới hoàn hồ, vội vàng đánh trả. Nhưng đã rơi vào thế yếu. Đinh Thiền bị nắm đấm chứa sức mạnh cường đại của Dương Bách Xuyên nện trúng, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì hắn ta cảm nhận được sức mạnh phòng ngự của khôi giáp đang yếu đi. Tuy khôi giáp là thần binh, nhưng sức chống đỡ hoàn toàn dựa vào chân nguyên trong cơ thể. Mỗi một quyền của Dương Bách Xuyên nện xuống đều làm tiêu hao chân nguyên của Đinh Thiền, cứ cái đà này thì một lúc sau hắn ta sẽ thua. Đinh Thiền tỉnh táo lại, cuống quyết đánh trả, dùng quyền đỡ quyền của Dương Bách Xuyên, lấy cứng chọi cứng. Rầm rầm rầm. Bộp bộp bộp. Trong màn đêm yên tĩnh vang lên tiếng va đập lớn. Đinh Thiền càng đánh càng hoảng, hắn ta cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể mình đang hao mòn một cách nhanh chóng. Nếu tiếp tục như vậy, không còn chân nguyên chống đỡ thì sớm muộn gì thần binh khôi giáp cũng sẽ tự động quay trở về trong cơ thể. Nhưng điều khiến Đinh Thiền kinh hãi là hắn ta đã phát hiện ra điểm bất thường của Dương Bách Xuyên. Hai người lấy cứng chọi cứng đánh hơn trăm chiêu, vậy mà dường như chân khí của Dương Bách Xuyên vẫn rất tràn trề. Mẹ kiếp,
tên Dương Bách Xuyên này còn yêu nghiệt hơn mình, đúng là yêu nghiệt quái thai. Không được, cứ tiếp tục như vậy thì mình chết chắc. Ninh Thiền kêu rên trong lòng. Dương Bách Xuyên thì ngược lại, càng đánh càng khoái, linh khí khổng lồ ở tam chuyển kim đan trong cơ thể không phải đồ chơi, không phụ danh tiếng một trong 10 linh dược tốt nhất tu chân giới của cỏ cửu chuyển hoàn hồn. Sau khi Dương Bách Xuyên tăng 3 cảnh giới, linh khí vẫn đầy tràn dẫn đến hiện tượng linh khí quá tải. Hơn nữa anh có thuộc tính ngũ hành linh căn, lúc tu vi thăng cấp là tình thế bất lợi, nhưng vào lúc này lại phát huy ưu thế cực lớn. Nguyên nhân là do anh hấp thụ chân khí nhiều gấp mấy lần người bình thường, đương nhiên lượng chân khí lớn hơn. Khi giao đấu với người cùng cấp bậc, Dương Bách Xuyên dựa vào chân trí cũng có thể làm cho đối thủ tiêu hao đến chết. Hiện tại anh đấu với Đinh Thiền cũng thuộc tình huống này. Đừng thấy Đinh Thiền sau khi thú hóa có sức mạnh cường đại mà lầm, thật ra thực lực vẫn kém hơn Dương Bách Xuyên. Hơn nữa, càn khôn tôi thể quyết của Dương Bách Xuyên cũng đã thăng cấp lên tầng 2, thoạt nhìn chỉ mới tăng lên một tầng nhưng nhục thể thăng cấp, tu vi chân khí cũng thăng cấp. Tuyệt nhất là hiện tại sức mạnh chân khí và nhục thể đã hợp làm một, đây là phản ứng hóa học. Dương Bách Xuyên càng đánh càng hăng. Còn Đinh Thiền thì càng đánh càng hãi. Hắn ta dán cho Dương Bách Xuyên cái mác yêu nghiệt quái thai. Đinh Thiền biết nếu tiếp tục thế này thì mình sẽ ngày càng bất lợi. Hắn ta nói thầm, đã đến lúc sử dụng tuyệt chiêu rồi. Đột nhiên Đinh Thiền liên tục vung quyền vào Dương Bách Xuyên khiến thế tấn công của Dương Bách Xuyên dừng lại giây lát. Nhân cơ hội này, hắn ta chỉ một ngón tay vào giữa trán, tay kia làm một thủ ấn kỳ lạ, đồng thời hô to, huyết mạch bảo vệ, mở phong ấn. Ma viên chi thủ, chết đi cho tao. Khi Đinh Thiền hét lên, Dương Bách Xuyên bỗng cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên anh nhìn thấy sau lưng Đinh Thiền xuất hiện một ảnh ảo cao hơn 10 trượng trông giống con khỉ, toàn thân đen như mực, nhưng không nhìn rõ mặt. Theo đó một luồng sức mạnh ập đến khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy khó thở. Sau đó, anh nhìn thấy một đám sương mù màu đen có đường kính hơn 10 mét bao quanh Đinh Thiền. Trong nháy mắt, một móng vuốt khổng lồ phủ đầy vảy giáng xuống đầu Dương Bách Xuyên, cánh tay đầy vảy dài 8-9 mét, không phải cánh tay của con người, trên móng tay sắc bén toát ra khí lạnh. Dương Bách Xuyên cấp tốc lùi về sau, nhưng không thể tránh thoát. Móng vuốt thú khổng lồ nện mạnh xuống, sương mù dày đặc. Ở vị trí của Dương Bách Xuyên xuất hiện một cái hố to, bụi đất mịt mù. Sau đó khí đen tan biến, để lộ bóng dáng Đinh Thiền. Lúc này sắc mặt Đinh Thiền tái nhợt, hắn ta nhìn cái hố to trước mặt, bật cười sằng sặc, bản thiếu gia đã sử dụng sức mạnh tích lũy suốt 10 năm, để xem mày còn sống không. Đây là bí mật lớn nhất của Đinh Thiền, cũng là nguyên nhân hắn ta nằm trong thập đại yêu nghiệt do luận đạo tiên thiên xếp hạng. Đinh Thiền từng nuốt một giọt máu của dị thú viễn cổ ma viên, có thể sử dụng sức mạnh thiên phú của ma viên nhưng phải trả giá đắt, mạnh lên là điều chắc chắn. Đây là tuyệt chiêu của Đinh Thiền, tuy nhiên sau khi sử dụng hắn ta phải nghỉ ngơi ít nhất nửa năm, thậm chí hiện tại hắn ta đã mất năng lực hành động. Sức mạnh của ma viên cường đại thì cường đại đấy, nhưng phản vệ cũng khó mà chịu đựng nổi. May mà vừa rồi hắn ta đã tận mắt nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị ma viên chi thủ của mình đập trúng, vùi vào lòng đất. Khụ khụ, Đinh Thiền ngồi bệt dưới đất vừa cười vừa ho sặc sụa, phun ra một ngụm máu to. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Đinh Thiền nghe thấy một giọng nói khiến hắn ta nổi da gà. Còn chiêu nào không? Đinh Thiền nghe thấy giọng nói khiến tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đó là giọng nói của Dương Bách Xuyên. Hơn nữa, giọng nói này còn vang lên trong hố. Điều này chứng tỏ Dương Bách Xuyên không bị tuyệt chiêu mạnh nhất của mình lấy mạng. Sao có thể chứ? Không còn chiêu gì nữa thì tao tiễn mày về chầu trời. Nói xong Dương Bách Xuyên nhảy ra khỏi hố. Ninh Thiền nhìn thấy quần áo của Dương Bách Xuyên hơi rách nát, khóe miệng cũng có vết máu, nhưng... anh có thể hoạt động, vẫn nhảy nhót tung tăng. Không, không thể nào, sao mày lại không chết? Không thể nào, lúc này Đinh Thiền ngồi bệt dưới đất, nhìn Dương Bách Xuyên bước từng bước tới, miệng lẩm bẩm không thể nào, vẻ mặt dù bị đánh chết cũng không tin. Hắn ta không tài nào hiểu nổi tại sao Dương Bách Xuyên lại không chết. Phải biết rằng ma viên chi thủ của hắn ta có thể giết chết cao thủ tiên thiên tầng 8 đó. Nhưng tu vi của Dương Bách Xuyên cùng lắm cũng chỉ đạt tầng 7, sao lại không chết? Đinh Thiền bắt đầu hoảng loạn. Lúc này đối mặt với Dương Bách Xuyên, hắn ta không còn năng lực đánh trả.
bởi vì hắn ta sử dụng ma viên chi thủ thú hóa bị phản phệ, sức mạnh toàn thân đã tiêu hao hết. Bây giờ Dương Bách Xuyên muốn giết hắn ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Trên đời này không có gì là không thể. Ví dụ như mày đó, việc mày dung hợp huyết mạch dị thú cũng vượt khỏi phạm vi bình thường rồi, tao còn sống rất bất ngờ sao. Và lại, chỉ với chút sức lực ấy của mày, ha ha, tao chẳng thèm để mắt. Mày có trăng trối gì không? Không có gì trăng trối thì tao tiễn mày về chầu trời nhé. Dương Bách Xuyên tới gần Đinh Thiền, giọng điệu làm bộ làm tịch. Nhớ lại một khắc trước, thật sự là anh không mạnh hơn Đinh Thiền hiện tại bao nhiêu. Khi ma viên chi thủ của Đinh Thiền nện xuống, Dương Bách Xuyên đã sử dụng một tấm bùa phòng thủ mà Lục Tuyết Hy đưa cho. Theo lời của Lục Tuyết Hy thì bùa phòng thủ có thể đỡ một đòn của trúc cơ hậu kỳ. Tức là bùa phòng thủ do cô ấy luyện chế có thể đỡ được đòn tấn công cấp bậc tiên thiên tầng 9 ở mức độ nhất định. Thật ra ban đầu Dương Bách Xuyên ôm ý nghĩ còn nước còn tát, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Kết quả là thật sự có hiệu quả. Điều này chứng tỏ bùa phòng thủ của Lục Tuyết Hy thực sự là đồ tốt, có thể phòng ngự đòn tấn công của cao thủ tiên thiên tầng 9. Mà uy lực của ma viên chi thủ thú hóa của Đinh Thiền không phải vô dụng, Dương Bách Xuyên phỏng đoán thực lực rất gần kim đan. Nếu không có bùa phòng thủ của Lục Tuyết Hy thì bây giờ anh không chết cũng mất nửa cái mạng. May mà chỉ có bề ngoài trông hơi nhếch nhác, ngoài ra anh không bị thương nhiều, tất cả công kích đều bị bùa phòng thủ của Lục Tuyết Hy chặn lại. Lúc này Dương Bách Xuyên vô cùng cảm kích Lục Tuyết Hy, cũng biết Vân Môn có chị em họ Lục là một điều may mắn. Trước kia chị em người ta nói là bùa chú mình luyện chế rất nổi tiếng ở Sơn Hải giới, Dương Bách Xuyên còn không tin, nhưng bây giờ anh tin rồi. Anh thầm nghĩ sau này phải sưu tập thêm các tài liệu về luyện chế bùa chú để cho chị em họ Lục luyện chế thật nhiều bùa chú, thứ này có thể bảo vệ tính mạng lúc ngàn cân treo sợi tóc đó. Điều đáng tiếc duy nhất là bùa chú đã tan thành mây khói. Nhưng Dương Bách Xuyên không để ý, dù sao trông Đinh Thiền cũng suy yếu rồi. Anh tát một phát là có thể tát chết đối phương. Mày đừng đến đây, thấy Dương Bách Xuyên đi tới, Đinh Thiền biết sợ rồi. Thiếu chủ thần tông quý báu lắm đó, sao có thể không sợ chết? Dương Bách Xuyên cười ha ha, sợ rồi hả? Dương Bách Xuyên, chỉ cần mày tha cho tao, tao sẵn lòng cho mày tất cả mọi thứ trên người tao. Thần binh khôi giáp, tinh thạch tiên thiên, tao đều cho mày hết. Từ nay về sau, ân oán giữa mày và thần tông xóa bỏ hết. Đinh Thiền liên tục lùi về sau, đồng thời hứa hẹn với Dương Bách Xuyên. Ha ha ha. Dương Bách Xuyên cười phá lên, sau đó dở giọng nói, con mẹ mày tưởng tao ngu chắc. Tha cho mày, mơ đi, dám đả thương bạn tốt của tao à, tao nói cho mày biết, hôm nay tao nhất định phải giết mày. Tao không có ưu điểm gì, ưu điểm duy nhất là đã nói chắc chắn sẽ làm. Lẽ nào mày bảo tao nuốt lời? Lúc trước Đinh Thiền coi thường Dương Bách Xuyên đủ kiểu, bây giờ đổi lại thành Dương Bách Xuyên, cảm giác này. Quá đã. Dương Bách Xuyên. Mày không thể giết tao, tao là thiếu chủ thần tông, ba tao là tông chủ thần tông, ông nội tao là người bảo vệ cấm địa thần tông, là tiên thiên tầng 9. Mày có tin không, nếu mày giết tao thì mày và người thân bạn bè bên cạnh mày sẽ chết không có chỗ chôn. Hiện tại Đinh Thiền đã vứt hết liêm sỉ, lôi ra lợi thế cuối cùng của mình, dùng ra thế đe dọa Dương Bách Xuyên. Nghe hắn ta nói vậy, Dương Bách Xuyên sững cả người, bất giác dừng bước. Chủ yếu là thằng chó này nói một câu ông nội tao là người bảo vệ cấm địa thần tông, là tiên thiên tầng 9. Lượng tin tức trong câu nói này không nhỏ. Thiếu chủ thần tông, ba và ông nội đều là nhân vật đỉnh của chóp, Đinh Thiền là con cháu dòng dõi tu đạo đúng chuẩn. Dương Bách Xuyên biết Đinh Thiền nói đúng, nếu anh giết Đinh Thiền thì rắc rối to. Dương Bách Xuyên hơi do dự, nếu anh chỉ có một mình thì đừng nói là giết một thiếu chủ thần tông. Cho dù giết 10 tên cũng chẳng sao, chân trần không sợ chân dày mà. Cùng lắm thì trốn là được. Nhưng vấn đề là Dương Bách Xuyên không phải một mình, anh còn có bà nội và em gái, có mấy người phụ nữ, có người thân bạn bè, có Vân Môn vừa mới thành lập. Đối với một người đặt tình cảm lên trên hết như Dương Bách Xuyên mà nói, đây quả thật là một vấn đề nghiêm trọng. Nhất thời Dương Bách Xuyên rất bối rối. Anh không ngờ thần tông lại có tiên thiên tầng 9, nhìn dáng vẻ Đinh Thiền không giống nói dối, chứng tỏ những gì hắn ta nói là sự thật. Ba hắn ta là tông chủ thần tông, ông nội là người bảo vệ cấm địa thần tông,
còn là tiên thiên tầng 9. Hơn nữa Đinh Thiền là thiếu chủ thần tông. Dương Bách Xuyên không biết cả thần tông có bao nhiêu võ cổ giả tiên thiên, nhưng võ đang cũng có tới 28 tiên thiên, từ đó có thể thấy cao thủ tiên thiên của thần tông không ít. Giết Đinh Thiền thì phải cân nhắc đến sự trả thù của 20-30 tiên thiên và sự truy sát của một cao thủ tiên thiên tầng 9. Dương Bách Xuyên không thể không cân nhắc những vấn đề này. Lúc này, có lẽ Đinh Thiền nhìn thấu nỗi lo lắng trong lòng Dương Bách Xuyên, nét mặt trở nên vui vẻ đắc ý, cho rằng mình đã dọa được đối phương. Nhưng nghĩ cũng phải, ở nước ngoài làm gì có thế lực nào dám không nể mặt người của thần tông bọn họ. Cho dù tới Trung Quốc, 8 tông môn lớn nhất Trung Quốc cũng phải nhượng bộ 3 phần. Xét về thế lực thì thần tông cũng là tông môn lâu đời. Dương Bách Xuyên sợ cũng là chuyện bình thường. Cho nên Đinh Thiền lại bắt đầu vênh váo. Có câu không tìm đường chết sẽ không chết, hiện tại câu nói này vô cùng thích hợp với Đinh Thiền. Sau khi Dương Bách Xuyên lộ vẻ lo lắng, Đinh Thiền đổ thêm dầu vào lửa, thúc đẩy ngọn lửa diệt vong. Ha ha, Dương Bách Xuyên, nói thật với mày là thần tông tao không phải ai cũng có thể đắc tội. Thế này nhé, mày đưa thần binh giống vảy cá trên người mày cho tao thì tao sẽ bỏ qua chuyện hôm nay, và cả việc mày giết chú của tao, bản thiếu gia sẽ không so đo với mày nữa. Lấy ra đây. Đinh Thiền vừa nói vừa chia tay về phía Dương Bách Xuyên đòi vảy rồng của anh. Khoảnh khắc này Dương Bách Xuyên nhìn Đinh Thiền, thấy trong mắt hắn ta lóe lên vẻ hung ác rồi biến mất. Anh nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Dương Thiền, cùng với lời nói vô liêm sỉ của hắn ta, tức thì trong mắt anh lóe lên vẻ sắc bén. Anh biết cho dù hôm nay mình tha cho Đinh Thiền, hạng người này cũng không bỏ qua cho mình. Khả năng cao là sau khi anh thả Đinh Thiền về, lần sau hắn ta sẽ quay lại báo thù, đưa người thân bạn bè của anh vào chỗ chết. Nếu vậy thì hà tất phải tha cho đối phương. Giết hay không giết, kết quả cũng thế cả thôi. Dương Bách Xuyên cười gằn, cấp tốc chém một nhát vào bàn tay đang chìa ra của Đinh Thiền. Á! Đinh Thiền kêu gào thảm thiết, cánh tay bị Dương Bách Xuyên chém đứt lìa. Tao không tin hạng người như mày, tha cho mày chính là tai họa. Giết mày, thần tông muốn trả thù thì cứ đến, cùng lắm là chết thôi. Nhưng tao muốn nói cho mày biết, cho dù tao chết cũng kéo theo thần tông làm đệm lưng. Thế nên bây giờ tao dám giết mày 100 lần. Lần này ánh mắt Dương Bách Xuyên cực kỳ lạnh lùng, anh thẳng tay giáng một chưởng vào Đinh Thiền. Mộc Thiên Thành cứu tôi với. Thấy Dương Bách Xuyên dứt khoát ra tay, Đinh Thiền biết là anh đã quyết tâm giết mình, tức thì sợ hết hồn. Bởi vì hắn ta sử dụng ma viên chi thủ nên bị phản phệ, không có sức lực đánh trả. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đinh Thiền chỉ có thể cược một ván, cược người Thanh Thành cũng đang núp trong tối. Lần này hắn ta bắt người anh em Lưu Tích Kỳ của Dương Bách Xuyên và đến Trung Quốc, mọi thông tin đều do người Thanh Thành cung cấp. Đinh Thiền hiểu rõ đám người Thanh Thành, khả năng cao là bọn họ sẽ trốn ở trong tối quan sát, thậm chí làm ngư ông đắc lợi. Vì vậy vào thời khắc sau cuối, Đinh Thiền gào lên với hy vọng người Thanh Thành ra tay giúp đỡ. Dương Bách Xuyên giáng mạnh một quyền, không ngờ Đinh Thiền lại thốt ra câu này, nhưng anh không quan tâm, chỉ muốn giết hắn ta rồi tính tiếp. Anh cứ tưởng Đinh Thiền nói linh tinh. Nhưng không ngờ lúc anh sắp lấy mạng Đinh Thiền, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà, nằm xuống, có kẻ đánh lén sau lưng. Nghe thấy sư phụ cảnh báo, Dương Bách Xuyên lập tức lăn một vòng không chút nghĩ ngợi. Vèo. Dương Bách Xuyên cảm thấy da đầu ớn lạnh. Trong lúc lăn ra đất, anh nhìn thấy một mũi tên nhọn bay qua đầu mình. Anh vừa sợ vừa giận, con mẹ nó dám bắn lén hại người. Chú nhịn được chứ thím không nhịn được. Khi Dương Bách Xuyên lăn trên đất, trong linh thức phát hiện ra 5 người xuất hiện ngoài 30 mấy mét, tất cả đều là tiên thiên, chỉ có một người là tiên thiên tầng 1. Một người khác là tiên thiên tầng 4, 3 người còn lại là tiên thiên tầng 5. Kẻ bắn tên vào anh là người quen cũ Nguyên Thần Tử phái Thanh Thành, cũng là tiên thiên tầng 1 duy nhất trong nhóm 5 người. Thấy Nguyên Thần Tử cầm cung tên, Dương Bách Xuyên nổi giận. Thầm niệm trong đầu điều khiển vảy rồng chém ông ta không chút kiêng nể. Lão già này 5 lần 7 lượt gây sự với anh, thậm chí những võ cổ giả tiên thiên của thần tông và M. Nguyệt Môn bị anh ép hỏi rồi giết chết trên núi lần trước đã nói rằng bọn họ đến Trung Quốc theo tin tức Thanh Thành tuồn ra. Chuyện Đinh Dương và Địa Tâm lão tổ bị anh giết cũng là phái Thanh Thành tung tin.
người phái Thanh Thành từng xích mích với Dương Bách Xuyên chắc chắn chỉ có Nguyên Thần Tử. Nói không chừng lần này Đinh Thiền bắt Lưu Tích Kỳ cũng là Nguyên Thần Tử cung cấp thông tin. Dương Bách Xuyên nghĩ đến đây, trong lòng trào dâng sát ý. Tu vi tăng, sức mạnh tinh thần tăng, tất nhiên việc điều khiển vảy rồng giết địch cũng mạnh hơn. Vảy rồng như tia chớp rạch ngang bầu trời, nháy mắt đã rơi vào cổ Nguyên Thần Tử. Dương Bách Xuyên chưa giết Đinh Thiền bởi vì hắn ta có khôi giáp linh khí, nhưng giết một tiên thiên tầng một như Nguyên Thần Tử thì dư sức. Mày dám! Thấy vảy rồng của Dương Bách Xuyên chém vào Nguyên Thần Tử, một thanh niên tóc dài đi cùng ông ta giận dữ hét to. Xong, có tác dụng sao? Á! Nguyên Thần Tử gào thét thảm thiết, đầu bay lên, chết ngay lập tức. Rõ ràng mấy người kia đều thuộc phái Thanh Thành. Bọn họ nhanh chóng tiến đến cách chỗ Dương Bách Xuyên và Đinh Thiền 3 mét. Sau khi Nguyên Thần Tử chết, cả nhóm còn dư lại 4 người gồm 3 già 1 trẻ, thoạt nhìn thanh niên tóc dài là người cầm đầu. Thanh niên tóc dài mặc đạo bào màu trắng, nhìn Dương Bách Xuyên đăm đăm, vẻ mặt u ám. Mà lúc này, vảy rồng của Dương Bách Xuyên đã bay về, dừng trên cổ Đinh Thiền. Đồng thời Dương Bách Xuyên âm thầm bóp nát một viên đan dược, khói đen lan tỏa. Trong bóng đêm không có ai phát hiện ra Dương Bách Xuyên lén lút bóp nát đan dược. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Đinh Thiền không dám cử động, thấy thanh niên tóc dài mặc đồ trắng đi tới, hắn ta lập tức hô to, Mộc Thiên Thành cứu tôi với. Hắn ta cược đúng rồi, quả nhiên Mộc Thiên Thành ẩn núp trong tối. Mộc Thiên Thành, Dương Bách Xuyên nghi hoặc nhìn thanh niên tóc dài, viện binh mà Đinh Thiền gọi chắc là người này. Mộc Thiên Thành cũng là một trong thập đại yêu nghiệt bảng tiên thiên, xếp hạng 8, trên Đinh Thiền một hạng. Vốn dĩ gã dẫn người ẩn núp trong tối nhìn lén là vì muốn đợi Dương Bách Xuyên và Đinh Thiền cá chết lưới rách rồi mới xuất hiện nững tay trên. Không ngờ Dương Bách Xuyên đã đột phá tu vi, hơn nữa còn xoay chuyển tình thế, đánh bại Đinh Thiền. Sau khi nghe thấy Đinh Thiền cầu cứu, Mộc Thiên Thành bèn ra mặt. Mặc dù gã không thích Đinh Thiền, nhưng cũng là một trong thập đại yêu nghiệt. Không muốn Đinh Thiền chết trong tay Dương Bách Xuyên. Hơn hết là lúc này xuất hiện cứu Đinh Thiền thì gã có thể lấy được lợi ích phong phú từ đối phương. Thiếu chủ thần tông đủ sức nặng, Mộc Thiên Thành không sợ sau khi Đinh Thiền được cứu sẽ quyệt nợ. Tuy nhiên, gã không ngờ mình bảo Nguyên Thần Tử bắn Dương Bách Xuyên lại khiến Nguyên Thần Tử mất mạng. Ở Thanh Thành, Nguyên Thần Tử là người nhà họ Mộc, chăm sóc Mộc Nguyên Thành từ nhỏ đến lớn. Ông ta cũng là người hiểu rõ Dương Bách Xuyên nhất. Hôm nay bọn họ xuất hiện ở đây bởi vì Nguyên Thần Tử báo lại rằng trên người Dương Bách Xuyên có rất nhiều bí mật, điều này khiến Mộc Thiên Thành động lòng. Gã mượn dao giết người, liên hệ với Đinh Thiền, nhưng kết quả không lý tưởng cho lắm. Bây giờ Nguyên Thần Tử đã bị Dương Bách Xuyên giết. Sao Mộc Thiên Thành có thể không giận cho được? Gã cũng không ngờ Dương Bách Xuyên lại phản ứng nhanh như vậy, cách xa hơn 30 mét mà thần binh trong tay anh có thể chém chết Nguyên Thần Tử. Tất nhiên là trước đó xem trận chiến, Mộc Thiên Thành đã nhìn thấy thần khí bay ra từ trong cơ thể Dương Bách Xuyên tấn công Đinh Thiền. Trong tầm hiểu biết của Mộc Thiên Thành, thần binh rời khỏi cơ thể chỉ có thể tấn công trong phạm vi tối đa là 9 mét. Không ai tưởng tượng nổi Dương Bách Xuyên có thể điều khiển thần binh giết người ở khoảng cách hơn 30 mét. Phút chốc sơ suất đã tổn thất Nguyên Thần Tử. Tâm trạng nặng nề. Mộc Thiên Thành nhìn Dương Bách Xuyên. Hít sâu một hơi rồi nói, thả Đinh Thiền ra. Hiện tại trong mắt Mộc Thiên Thành, Đinh Thiền chính là lợi ích. Gã đã tổn thất một Nguyên Thần Tử, không thể để Đinh Thiền chết. Nếu Đinh Thiền chết thì không đáng giá nữa. Dương Bách Xuyên nhìn Mộc Thiên Thành, híp mắt hỏi, mày là ai? Thật ra anh đã đoán được Mộc Thiên Thành chắc hẳn là yêu nghiệt cùng cấp bậc với Đinh Thiền. Bởi vì bề ngoài Mộc Thiên Thành là tiên thiên tầng 4. Anh cảm nhận được trong cơ thể Mộc Thiên Thành cũng có năng lượng khác thường. Hơn nữa Đinh Thiền cầu cứu người này, vậy thì chắc chắn gã cũng thuộc cấp bậc yêu nghiệt. Mộc Thiên Thành. Chưa nghe bao giờ, Dương Bách Xuyên thẳng thừng nói một câu khiến Mộc Thiên Thành xa sầm sắc mặt. Lúc này, một lão già tiên thiên tầng 5 bên cạnh Mộc Thiên Thành tức giận xen lời, nhóc con nghe cho kỹ đây, cậu chủ nhà tao xếp hạng 8 bảng xếp hạng thập đại yêu nghiệt trong luận đạo tiên thiên. Ngoan ngoãn nghe lời thì chúng tao tha mạng cho mày. Dương Bách Xuyên nhếch môi cười, thập đại yêu nghiệt á. Tôi sợ quá cơ, Đinh Thiền cũng là một trong thập đại yêu nghiệt, chẳng phải cũng bị tôi đánh bại sao?
Thập đại yêu nghiệt lợi hại lắm à, tôi giết yêu nghiệt như giết chó. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa niệm trong đầu, vảy rồng kề sát cổ Đinh Thiền chợt phát ra ánh sáng màu vàng. Đinh Thiền hét lên thảm thiết, đầu lập tức lăn xuống đất, mắt trợn trừng, dáng vẻ chết không nhắm mắt, tựa như hắn ta không ngờ Dương Bách Xuyên dám giết mình thật. Mày, đáng chết, Mộc Thiên Thành bị Dương Bách Xuyên chọc giận điên người. Gã không ngờ Dương Bách Xuyên không chịu nể mặt, lạnh lùng mỉa mai một chàng rồi giết Đinh Thiền ngay trước mặt mình. Mày giận lắm hả? Dương Bách Xuyên cười híp mắt hỏi. Nhìn như Dương Bách Xuyên cố ý chọc giận Mộc Thiên Thành, mà thực tế đúng là như thế. Anh chọc giận Mộc Thiên Thành là có mục đích riêng. Bởi vì trước đó bốn người nhóm Mộc Thiên Thành tiến đến bao vây Dương Bách Xuyên, anh biết mình không thể địch lại số đông, cho nên nghĩ tới đan huyễn ma. Sau đó anh lén bóp nát một viên đan huyễn ma. Đan dược này có thể ảnh hưởng tới tâm trí của con người, gây ra ảo giác. Nếu chọc cho đối phương tức giận thì hiệu quả càng tốt hơn, có thể khiến đối phương trúng chiêu trong vô hình. Dương Bách Xuyên không biết hiệu quả cụ thể của đan huyễn ma ra sao, nhưng cứ thử là biết. Theo lý thuyết thì sẽ có tác dụng, bởi vì công thức luyện đan này là sư phụ truyền lại, mà công thức luyện đan được sư phụ Vân Thiên Tà thu thập tuyệt đối không phải hàng dởm. Lần trước anh luyện chế được đan huyễn ma ở võ đang, đến giờ vẫn chưa sử dụng. Hôm nay Dương Bách Xuyên gặp phải Mộc Thiên Thành xếp hạng 8 trong thập đại yêu nghiệt, mạnh hơn Đinh Thiền, ngoài ra còn có 3 võ cổ giả tiên thiên tầng 5, anh liền nghĩ tới đan huyễn ma. Có thể gây ảnh hưởng đến tất cả bọn họ thì tốt, hoặc là có chút xíu công hiệu cũng có thể giúp anh tăng tỷ lệ thắng. Đám người Thanh Thành này còn đáng chết hơn lũ thần tông cấu kết với nước ngoài răng bẫy anh. Thập đại yêu nghiệt chó má, ông mày giết hết. Dù sao anh cũng giết nguyên thần tử rồi. Đã kết thù với Thanh Thành, cứ diệt sạch cả lũ là được. Có đan huyễn ma trong tay, nếu có thể ảnh hưởng tới tâm trí của bọn họ dù chỉ một chút, thì tỷ lệ Dương Bách Xuyên giết chết Mộc Thiên Thành sẽ tăng thêm. Dương Bách Xuyên đã âm thầm bóp nát đan huyễn ma, chỉ cần nằm trong phạm vi 100 mét nhất định sẽ trúng chiêu. Để đan dược có hiệu quả thì cần kích thích cơn giận của bốn người bọn họ. Dương Bách Xuyên gọi thập đại yêu nghiệt là chó, chém chết Đinh Thiền trước mặt Mộc Thiên Thành. Như vậy đã đủ tức giận chưa? Chiêu này quá ác, sắc mặt Mộc Thiên Thành biến thành màu gan heo. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc là đối phương không lập tức ra tay với mình. Anh đã chuẩn bị ứng phó bất cứ lúc nào, ai dè Mộc Thiên Thành lại bình tĩnh lạ thường, trầm giọng nói với Dương Bách Xuyên, nhóc con, tao thừa nhận mày rất mạnh, nhưng giết Đinh Thiền là sai lầm lớn nhất trong đời mày. Sự trả thù của thần tông như ngọn núi khổng lồ, mày không gánh nổi đâu. Mày cũng đã châm lên lửa giận trong lòng tao. Tao không giết mày, nhưng sẽ khiến mày sống không bằng chết. Đừng tưởng mày thắng Đinh Thiền là giỏi, Mộc Thiên Thành này không phải thứ vô dụng như Đinh Thiền, chỉ biết bôi nhọ danh hiệu thập đại yêu nghiệt. Bây giờ tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng. À, tao phải giết thằng khốn nhà mày. Đúng lúc này, một lão già bên cạnh Mộc Thiên Thành giận dữ hét lên, đồng thời tung một chưởng tấn công Mộc Thiên Thành. Gọi gã là thằng khốn. Bộp. Mộc Thiên Thành còn chưa kịp nói nốt chữ chết, đột nhiên bị người phe mình đánh một chưởng sau lưng. Phụt, gã hộc máu. Mộc Nhị, ông điên à. Một lão già khác thấy Mộc Thiên Thành bị đánh bay thì cực kỳ kinh ngạc, lập tức buông lời mắng chửi. Tao phải giết mày, mày trả lại con gái cho tao. Mộc Thiên Thành, con gái của tao bị mày hại chết, hôm nay tao phải giết mày. Hai mắt của lão già đánh Mộc Thiên Thành biến thành màu đỏ như mắt thỏ, lấp lóe trong bóng đêm. Lão ta gào thét đòi giết Mộc Thiên Thành. Thấy vậy Dương Bách Xuyên mừng thầm, chỉ có anh mới biết nguyên nhân là do đan huyễn ma đã có tác dụng, hơn nữa hiệu quả cực tốt. Trong bốn người ở đây, một người tên Mộc Nhị đã bị đan huyễn ma ảnh hưởng tới tâm trí, bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, ra tay với Mộc Thiên Thành. Mộc Thiên Thành đột nhiên bị người phe mình đánh một chưởng. Còn là một trưởng của võ cổ giả tiên thiên tầng 5. Gã hộc máu, rõ ràng là đã bị thương. Hai người khác chỉ có một người mắng Mộc Nhị coi như tỉnh táo, người còn lại ánh mắt cũng vô hồn, hiển nhiên cũng trúng chiêu. Hơn nữa lúc này Mộc Nhị giống như nổi điên xông đến Mộc Thiên Thành. Mộc Đại thấy vậy vội vàng ra tay ngăn cản. Đùa à, bọn họ đều là người nhà họ Mộc, nhưng Mộc Thiên Thành là dòng chính của người nắm quyền quản lý Thanh Thành. Còn mấy người bọn họ chỉ là dòng chi, bảo vệ cho dòng chính từ nhỏ.
tất nhiên là trong tông môn lớn không thiếu các thế lực gia tộc, về điểm này thì nơi nào cũng thế. Mộc Đại không thể trơ mắt nhìn Mộc Nhị đánh Mộc Thiên Thành như đang nổi điên. Mộc Đại ngăn cản Mộc Nhị, lần này Mộc Nhị lại rời mắt sang ông ta, sau đó hét to, đồ súc sinh nhà ông cũng chẳng phải tốt lành gì, ba con Mộc Thanh Sơn các ông đều không phải dạng tốt lành. Nộp mạng đi. Chỉ trong thời gian nháy mắt lại có một người rơi vào ảo giác. Một kẻ điên đánh nhau với một người không điên. Chỉ còn Mộc Thiên Thành nhìn như vẫn tỉnh táo, nhưng bị người phe mình đánh trọng thương. Dương Bách Xuyên vô cùng hài lòng với kết quả này. Anh cười híp mắt nhìn Mộc Thiên Thành, chuẩn bị ra tay. Đêm nay mình sẽ đại khai sát giới. Đám người này không phải người tốt, tất cả đều là kẻ thù. Giết một người thì bớt một người, giết hai người bớt một đôi. Mộc Thiên Thành hết sức buồn bực. Bị người phe mình tập kích bất ngờ, gã có cảm giác ra trận chưa kịp đánh đã ngỏm, con mẹ nó làm mầu quá khó. Gã nhìn sang Dương Bách Xuyên, chỉ thấy Dương Bách Xuyên đang híp mắt nhìn mình. Gã chợt nghĩ đến một khả năng, lẽ nào? Tự dưng phe mình rối loạn trước, nhất định là có gì đó mờ ám. Dương Bách Xuyên cười híp mắt như thế, có lẽ là đối phương dở trò. Lúc này Mộc Thiên Thành cũng cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ. Nhưng dù sao gã cũng là nhân vật cấp bậc thập đại yêu nghiệt, không giống võ cổ giả bình thường. Gã có ý chí mạnh mẽ, trong cơ thể còn có một loại năng lượng khác, đầu óc mơ hồ không ảnh hưởng nhiều tới gã. Mộc Thiên Thành nhìn Dương Bách Xuyên, gằn giọng chất vấn, mày dở trò phải không? Dương Bách Xuyên, ha ha, đương nhiên anh sẽ không nói cho gã biết nguyên nhân là do đan huyễn ma. Thấy ba đồng môn không giúp được gì. Mộc Thiên Thành biết rằng mình phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu chậm sẽ xảy ra biến cố, bởi vì tên Dương Bách Xuyên này quá kỳ lạ. Mộc Thiên Thành không phải kiểu người mắt cao hơn đầu như Đinh Thiền, gã cho rằng tất thảy đều lấy lợi ích làm chủ. Chỉ có trấn áp Dương Bách Xuyên trước mới có lợi cho mình. Mộc Thiên Thành nghĩ vậy bèn ra tay, gã chìa tay, trong tay lóe lên tia sáng, một thanh kiếm cổ xuất hiện. Con người của Dương Bách Xuyên co rụt lại. Anh phát hiện ra thanh kiếm cổ trong tay Mộc Thiên Thành là linh khí hạ phẩm. Điều này nằm ngoài dự liệu của anh, không ngờ đám yêu nghiệt này ai cũng có linh khí. Đinh Thiền có linh khí khôi giáp, bây giờ Mộc Thiên Thành có linh khí cổ kiếm. Nói không chừng trong cơ thể Mộc Thiên Thành cũng có sức mạnh huyết mạch hóa thú. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên thầm nhủ phải cẩn thận đối phó. May mà tác dụng của đan huyễn ma đã giải quyết ba thuộc hạ của Mộc Thiên Thành. Bây giờ anh chỉ cần tập trung đối phó với Mộc Thiên Thành là được. Tuy nhiên, ảnh hưởng của đan huyễn ma có hạn, không thể ảnh hưởng vô thời hạn tới tâm trí của ba võ cổ giả tiên thiên tầng 5 ở đây. Anh vẫn phải giết chết ba bọn họ mới yên tâm. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, kích hoạt sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, tức thì mọi thứ dù là nhỏ nhất trong phạm vi 900 mét đều hiện ra trong đầu anh. Đối mặt với sự tấn công của Mộc Thiên Thành, Dương Bách Xuyên không chọn cách liều mạng mà lùi về sau né tránh. Đồng thời, anh điều khiển vảy rồng chém tên võ cổ giả vẫn luôn ngây người bất động, tự rơi vào ảo giác. Có tác dụng của đan huyễn ma, chém chết một người bất động đơn giản như gặt lúa. Vảy rồng xuất hiện trên cổ người này, lập tức cắt đứt yết hầu. Một tiên thiên tầng 5 ngã xuống. Dương Bách Xuyên gọi vảy rồng bay tới sau lưng Mộc Thiên Thành. Anh không quan tâm tới Mộc Nhị và Mộc Đại, bởi vì hai người này đang chém giết lẫn nhau, xem ra cả hai cũng bị đan huyễn ma ảnh hưởng đến tâm trí. Hiện giờ anh chỉ cần tập trung đối phó với Mộc Thiên Thành là được. Khi vảy rồng bay trở về chém vào lưng Mộc Thiên Thành như mọc mắt sau lưng, không cần quay đầu lại, chỉ trở tay vung một kiếm. Keng! Dương Bách Xuyên chấn động cả người, vảy rồng bị Mộc Thiên Thành đánh một cú mạnh khiến anh chịu phản phệ. Khí huyết lập tức sôi trào. Dương Bách Xuyên điều khiển vảy rồng dựa vào sức mạnh tinh thần và chân khí, lần này anh chịu thiệt rồi. May mà anh vẫn chịu đựng được. Vảy rồng mờ tối, bay trở về trong cơ thể Dương Bách Xuyên. Anh phát hiện trên bề mặt vảy rồng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Anh thầm than thở, suy cho cùng nó không phải là linh khí luyện chế chân chính. Vảy rồng đã bị tổn hại, hiện tại không thể sử dụng. Hiện tại trong cơ thể anh cũng rời sông lấp biển, bị tổn thương nguyên khí do thực hiện 5 loại vu thuật tinh huyết cùng một lúc, cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng Mộc Thiên Thành còn sống, anh phải giết chết đối phương để chấm dứt hậu họa,
Mục Thiên Thành thấy Dương Bách Xuyên đi tới, sắc mặt thoát trắng thoát xanh, tràn đầy sợ hãi. Gã há miệng muốn nói gì đó nhưng Dương Bách Xuyên không cho gã cơ hội. Sư phụ nói đúng, tốt nhất là thu dọn cục diện rồi rời khỏi đây, kẻo lại có thêm người nhảy ra, đến lúc đó thì chỉ có khóc. Dương Bách Xuyên cắn răng điều khiển vảy rồng. Ánh sáng vàng lóe lên, Mộc Thiên Thành bị Dương Bách Xuyên cắt cổ. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn hai người Mộc Đại, Mộc Nhị nằm dưới đất, đi tới đánh hai quyền tiễn bọn họ về chầu trời. Đến lúc này anh đã giết hết 5 người phái Thanh Thành. Lần này chém giết hai tiên thiên xếp hạng thứ 8 và thứ 9 trong thập đại yêu nghiệt, cùng một lúc đắc tội với cả hai tông môn lớn. Nếu đổi thành người thường thì có lẽ lúc này anh nên bỏ chạy, nhưng Dương Bách Xuyên không hề hối hận, suy cho cùng thì những người này chọc tới anh trước, bọn họ muốn giết anh. Chứ không phải là do anh đi khiêu khích họ. Trong lòng Dương Bách Xuyên không hề hối hận vì đã giết chết Đinh Thiền và Mộc Thiên Thành. Anh càng không sợ hãi khi đắc tội với hai tông môn lớn. Nếu như bản thân không có thực lực thì hôm nay người chết sẽ là anh, mà tha cho Đinh Thiền, chắc chắn lần sau người nằm xuống chính là Dương Bách Xuyên. Giết hay không giết thì cũng đã gây thù chuốc oán, giết một người sẽ bớt đi một kẻ địch. Mộc Thiên Thành cũng giống vậy. Nhìn thi thể mấy người đang nằm trên mặt đất, Dương Bách Xuyên đã phóng ra chân hỏa để thiêu hủy. Đương nhiên anh cũng không quên vơ vét thiên tài địa bảo. Dương Bách Xuyên tìm thấy một túi linh thạch hạ phẩm trên người Đinh Thiền, bên trong có 10 viên, cũng xem như không tệ rồi. Sau khi thiêu hủy thi thể của Đinh Thiền, linh khí khôi giáp trung phẩm cũng lộ ra, nhìn qua thì chỉ lớn bằng bàn tay. Nhưng Dương Bách Xuyên biết linh khí này có thể thay đổi kích thước to nhỏ, sau khi luyện hóa sẽ ẩn giấu bên trong cơ thể, chỉ cần nghĩ tới nó là có thể sử dụng. Bộ giáp màu xanh lam được bao phủ bởi các đường vân, nhìn qua có vẻ vừa thần bí vừa cổ kính, Dương Bách Xuyên tiện tay ném vào không gian bình càn khôn, đợi trở về sẽ luyện hóa. Điều duy nhất khiến Dương Bách Xuyên thất vọng là, trong cơ thể của Đinh Thiền lại không có tinh huyết dị thú, có lẽ là bị Đinh Thiền dung hợp rồi, hiện tại Đinh Thiền đã chết, tinh huyết dị thú cũng tan thành mây khói. Dương Bách Xuyên không tìm được linh thạch trên người Mộc Thiên Thành, nhưng lại thu được một linh khí cổ kiếm hạ phẩm. Trừ cái đó ra thì không còn đồ gì nữa, anh phóng ra một luồng chân hỏa trực tiếp thiêu đốt thi thể của Mộc Thiên Thành. Chân hỏa thiêu rụi trong nháy mắt. Đúng vào lúc này, Dương Bách Xuyên liếc thấy một luồng ánh sáng bạc phát ra từ cho cốt của Mộc Thiên Thành. Nhìn kỹ sẽ phát hiện có một vật hình thoi đang sáng lấp lánh, hình dạng trông giống như một mảnh vụn, có vẻ là một bộ phận rơi ra từ mũi kiếm. Cầm trong tay có cảm giác lạnh lẽo, hàn khí bức người. Lúc này, giọng của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên, thằng nhóc thối, đừng có dùng linh thức thăm dò, đây là kiếm hồn viễn cổ, bên trong có tồn tại ý thức, nếu con kiểm tra, nó sẽ hủy diệt linh thức con, thứ đồ chơi này trở về đưa cho đại đồ đệ của con, thằng nhóc đó trời sinh bán kiếm, để cậu ta luyện hóa, sau này từ từ dung nhập với kiếm hồn, tương lai có thể trở thành trợ thủ đắc lực của con, thứ đồ này rất khó lường. Lão đầu, đây là kiếm hồn gì vậy, thứ đồ này lợi hại lắm sao? Dương Bách Xuyên nghe sư phụ mình nói nghiêm túc như vậy, anh không nhịn được hỏi. Đâu chỉ lợi hại thôi, trong kiếm tiền viễn cổ, kiếm chính là mạng, là đan điền, kiếm cũng là người, người cũng là kiếm, người và kiếm hợp nhất sẽ sinh ra kiếm hồn, có sức mạnh phá hủy trời đất, cũng may đây chỉ là mảnh vụn, nếu không thì hôm nay cái mạng nhỏ của con cũng không còn. Đừng có hỏi nhiều nữa, tóm lại là thứ đồ chơi này rất mạnh, đưa cho đại đồ đệ của con là được, cho con dùng cũng lãng phí. Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên lập tức không vui nói, lão đầu chết tiệt, cái gì mà cho con dùng cũng lãng phí. Thì ra trong mắt của sư phụ, con lại tệ như vậy sao? Con cũng chỉ có thế, Vân Thiên Tà không thèm nói nữa. Dương Bách Xuyên vô cùng phiền muộn, mỗi khi nói chuyện phiếm với lão đầu, chẳng có mấy lần là lời hay ý đẹp, lúc nào cũng là anh thua thiệt. Thu cổ kiếm và kiếm hồn của Mộc Thiên Thành. Sau đó Dương Bách Xuyên lại tìm được 17 viên linh thạch nhỏ từ những người khác, tổng cộng là 27 viên linh thạch, cũng xem như kiếm được một khoản nhỏ. Sau khi tiêu hủy thi thể xóa sạch dấu vết, hy vọng người của phái Thanh Thành và Thần Tông sẽ phát hiện muộn một chút, anh cần thời gian để tăng tu vi, đến khi đó mới đối phó với sự trả thù của hai tông môn. Có được chân hỏa, chỉ cần một ngọn lửa là có thể thiêu rụi hiện trường một cách sạch sẽ. Đương nhiên,
anh cũng chẳng ôm hy vọng hai tông môn đứng sau Đinh Thiền và Mộc Thiên Thành không tra ra được, không nên xem thường những tông môn cổ xưa này, bọn họ có rất nhiều thủ đoạn để truy xét, hiện tại anh chỉ mong họ phát hiện hoặc là nghi ngờ chậm một chút. Nhìn sắc trời đã 4 giờ, cũng sắp sáng rồi, Dương Bách Xuyên nhanh chóng xuống núi. Đi tới xe, Lưu Tích Kỳ và Lục Tuyết Hy đều đang ở bên trong. Thiết Đản thế nào rồi? Nhìn Lưu Tích Kỳ vẫn hôn mê như cũ, Dương Bách Xuyên hỏi Lục Tuyết Hy. Tay chân xương cốt đều gãy, tôi đã kiểm tra qua đây là chuyện nhỏ có thể khôi phục lại, phiền toái nhất là trong cơ thể anh ta có một loại sức mạnh vượt qua cả chân khí, nó rất bá đạo, bài xích chân khí, làm tổn hại tới cơ thể của anh ấy, rất khó để loại bỏ. Lục Tuyết Hy cau mày nói. Dương Bách Xuyên đưa tay dùng chân khí để kiểm tra cơ thể của Lưu Tích Kỳ, quả nhiên là như vậy, gân cốt kinh mạch tứ chi đã bị người ta chặt đứt. Đáng chết! Dương Bách Xuyên chửi rủa một tiếng, bây giờ anh không hề hối hận vì đã giết đám người Đinh Thiền, bọn họ dám đánh anh em của anh tới mức chỉ còn nửa hơi thở. Anh phất tay, một giọt nước sinh mệnh chảy vào miệng Lưu Tích Kỳ, trước hết là có thể giữ lại tính mạng của cậu ta, tay chân bị gãy cũng có thể hồi phục. Điều duy nhất khiến Dương Bách Xuyên nhíu mày chính là ngoại lực máu chảy trong cơ thể của Lưu Tích Kỳ, đây chính là huyết mạch dị thú của Đinh Thiền đang không ngừng bài xích chân khí, điều này sẽ khiến vết thương khôi phục rất chậm. Anh thử dùng chân khí để luyện hóa, nhưng vượt quá dự liệu của Dương Bách Xuyên, anh không cách nào luyện hóa được dị thú chi lực trong cơ thể Lưu Tích Kỳ. Đừng tốn công nữa, loại sức mạnh này phải tự bản thân cậu ta loại trừ, không nên nóng vội, chỉ cần một chút thời gian để điều dưỡng mà thôi. Giọng của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Sư phụ, người cũng không có cách nào sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Nói thừa, vi sư có cả trăm cách, có điều, vừa rồi ta giúp con ngăn chặn kiếm hồn của Mộc Thiên Tê. Hành đã tiêu hao quá nhiều, tạm thời không có cách nào cả, không phải ta đã nói rồi sao, để tự bản thân cậu ta hồi phục là được, một tháng là có thể tiêu tan, lãng phí nhiều sức lực như vậy làm gì? Vân Thiên Tà không kiên nhẫn nói. Cũng chỉ còn cách này. Dương Bách Xuyên đành chịu, cũng xem như là có nhận thức sâu sắc về huyết mạch dị thú. Nói đúng hơn là có thêm nhận thức về thập đại yêu nghiệt bảng tiên thiên. Những người anh giết tối nay mới chỉ là loại kém nhất trong thập đại yêu nghiệt, thật khó tưởng tượng, những yêu nghiệt ở thứ hạng cao sẽ mạnh tới mức nào. Dù sao thì anh vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Lần chạm mặt với Đinh Thiền và Mộc Thiên Thành ngày hôm nay đã làm mới thế giới quan của Dương Bách Xuyên, khiến anh hiểu được trong võ cổ giả tiên thiên cũng tồn tại một nhân vật giống như anh, có khả năng chiến đấu vượt cấp. Mấu chốt chính là những tên yêu nghiệt này đều nắm giữ sức mạnh đến từ viễn cổ, huyết mạch dị thú trong cơ thể Đinh Thiền, hay là kiếm hồn viễn cổ của Mộc Thiên Thành. Những người này đều không phải hạng người đơn giản. Sự kỳ diệu của nước sinh mệnh lại được thể hiện. Chỉ sau vài phút Lưu Tích Kỳ đã tỉnh lại, câu đầu tiên anh mở miệng chính là, xúc sinh, tao khinh. Được thôi, mặt của Dương Bách Xuyên bị Lưu Tích Kỳ phun đầy nước bọt. Trong nháy mắt anh cũng cạn lời. Nhóc Xuyên sao lại là cậu? Lưu Tích Kỳ cho rằng mình đang bị tra tấn tới ngất đi, vẫn nghĩ đây là đám người Đinh Thiền. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, anh lau sạch nước bọt trên mặt rồi nói, Thiết Đản, cậu thế nào rồi? Sau khi Dương Bách Xuyên hỏi một câu như vậy, Lưu Tích Kỳ giật mình, lúc này anh mới nhớ lại, hình như trước khi hôn mê chân tay của mình bị người ta đạp gãy. Tay của tôi không có việc gì, không đúng, chân tay không có sức lực. Lưu Tích Kỳ là người đã từng đi lính, ý chí rất kiên cường, vì vậy mà anh không hề nóng nảy. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cũng kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra. Lưu Tích Kỳ cũng nói. Trên đường về anh bị người ta chặn lại. Chuyện sau đó thì hai người cũng biết rồi đấy. Thiết Đản, gân cốt của cậu có thể phải cần tĩnh dưỡng một tháng mới có thể khôi phục lại như cũ, hiện tại ăn cơm hay đi lại cũng là vấn đề, vừa vặn cho bản thân thời gian nghỉ ngơi. Vậy sao được, công ty đang ở giai đoạn phát triển quan trọng, tôi rời đi mà được à? Ai quản lý bây giờ? Lưu Tích Kỳ vội la lên. Được rồi. Tôi tìm Triệu Nam thay cậu quản lý một tháng, trong vòng một tháng cậu hoàn toàn có thể khôi phục, dành thời gian với người nhà cậu đi, coi như là cho bản thân nghỉ phép, đây không phải là cách cậu tham công tiếc việc. Chấm. Dương Bách Xuyên nói xong, anh khởi động xe trở về nhà. Sau khi về tới nhà,
Lưu Tích Kỳ lấy cớ là do va chạm nên mới bị thương. Dù sao thì cũng không thể để người nhà lo lắng được. Về đến nhà thì trời vừa hửng sáng, cả nhà ngồi bên nhau cùng đón năm mới. Buổi tối, Lưu Tích Kỳ tới tìm Dương Bách Xuyên về chuyện của công ty, bây giờ anh cần phải dưỡng thương, tốt xấu gì cũng nên bàn giao một chút. 3 ngày sau phải đi làm rồi, ngày mai sẽ trở về cố đô. Dương Bách Xuyên muốn nhờ Triệu Nam tạm thời trông coi công ty giúp Lưu Tích Kỳ, nhưng anh vẫn chưa bàn bạc với cô chuyện này. Sau khi dùng bữa tối, anh tìm Triệu Nam bảo cô tới cố đô, lần này Triệu Nam không hề có ý kiến, nhưng bất ngờ, cô lại đưa ra một yêu cầu với Dương Bách Xuyên. Triệu Nam nhìn Dương Bách Xuyên nói, thương lượng với anh một chuyện. Có chuyện gì thì em nói thẳng luôn đi, còn thương lượng cái gì? Dương Bách Xuyên nắm lấy tay cô, dịu dàng nói. Đừng có lộn xộn, em đang nói chuyện nghiêm túc đó. Không ảnh hưởng mà, anh chỉ hôn chút thôi, hì hì. Anh họ Triệu Võ Linh và mấy anh em nhà họ Triệu muốn gia nhập Vân Môn, em định tìm anh để hỏi nhưng không có cơ hội, cho anh ấy gia nhập Vân Môn có được không? Chuyện này là người nhà tới tìm khiến Triệu Nam rất khó xử, cô muốn tìm anh để hỏi, hôm nay hiếm khi Dương Bách Xuyên lại một mình tới tìm cô, vì vậy cô đã hỏi ý kiến của anh. Chỉ có thế thôi à, được chứ, sau này những chuyện như vậy, em tự quyết định là được rồi, không cần hỏi anh, nhớ kỹ, cho dù bất cứ khi nào thì em vẫn luôn là bà chủ của Vân Môn. Cảm ơn, nghe được lời này của Dương Bách Xuyên cô rất cảm động, thật ra một số đệ tử của nhà họ Triệu đã muốn gia nhập Vân Môn từ lâu, nhưng cô không dám hỏi Dương Bách Xuyên. Hôm nay, chỉ một câu nói của Dương Bách Xuyên đã cho cô địa vị ở Vân Môn. Sao cô lại không biết ý nghĩa của 4 chữ, chủ mẫu Vân Môn, này chứ? À đúng rồi, em nhắm mắt lại đi, anh có quà tặng em. Dương Bách Xuyên cười gian trá nói. Triệu Nam đỏ mặt nói, không cần lỡ may bị người khác trông thấy thì sao, hôm khác nói sau. Ha ha, em nghĩ đi đâu vậy, anh muốn cho em cái này, đúng rồi, em nói cái gì mà để hôm khác. Dương Bách Xuyên hư hỏng nói, trong tay anh xuất hiện một hộp gấm. Hộp gấm này đương nhiên là trang sức mà Dương Bách Xuyên dùng ngọc bích màu đỏ điêu khắc để tặng cho bạn gái mình, cũng vì bận rộn nên không có thời gian đưa, bây giờ là năm mới, vừa đúng dịp tặng cho bọn họ. Triệu Nam còn cho rằng Dương Bách Xuyên lại muốn động tay động chân, mặc cho Dương Bách Xuyên trêu chọc, sau khi anh lấy chiếc hộp gấm ra như một trò ảo thuật, gương mặt của cô lại càng đỏ hơn. Đây là cái gì? Mở ra xem thử đi. Nghe vậy, Triệu Nam mở hộp gấm ra. Cô lập tức kêu lên đầy ngạc nhiên, miệng nhỏ cũng biến thành hình chữ O. Bên trong hộp là một chuỗi vòng bằng ngọc lục bảo rất tinh xảo, những viên ngọc hình thoi cỡ ngón tay út được khắc một bông hoa mà Triệu Nam chưa từng thấy bao giờ, nó thực sự rất đẹp. Dương Bách Xuyên cười hỏi, thích không? Ừ, Triệu Nam gật đầu. Sợi dây chuyền này tên là tử tâm, bông hoa được khắc bên trên là hoa tử tâm, truyền thuyết nói, một khi hoa tử tâm nở thì sẽ không bao giờ héo tàn. Hy vọng em mãi mãi xinh đẹp giống như hoa tử tâm. Sợi dây chuyền này là do đích thân anh điêu khắc, phía trên có trận pháp phòng ngự, có thể hút linh khí của đất trời, trong viên ngọc lớn nhất có chú tĩnh tâm, mang theo nó thì có thể tiến vào trạng thái tu luyện rất nhanh. Dương Bách Xuyên cười giải thích cho Triệu Nam, vòng cổ anh tặng cho mỗi người đều là độc nhất vô nhị, anh điêu khắc dựa trên cảm giác của anh với riêng họ. Em rất thích, nói xong, Triệu Nam còn hôn lên mặt Dương Bách Xuyên một cái. Cái này xem như phần thưởng à, ít quá đi. Dứt lời, người nào đó họ Dương muốn nhào qua. Không được, đợi sau khi kết hôn rồi nói. Triệu Nam ngăn anh lại. Để anh hôn một chút. Không. Lúc hai người đang chơi đùa ở sân sau, bên ngoài vang lên tiếng gọi của em gái. Anh, có khách tới nhà. Được rồi, đừng lộn xộn nữa, mau đi xem thử là ai tới. Triệu Nam đỏ mặt nói. Ôm thêm lúc nữa, Nam Nam đợi anh đưa bà nội đi Tây Vực một chuyến, trở về chúng ta kết hôn đi. Nghe anh hết. Được, vậy quyết định thế nhé. À đúng rồi, lần này tới phụ trách công ty ở Cố Đô, em có cần gì không? Không cần đâu, em chỉ tới đó 1 tháng, không mắc sai lầm là được rồi. Ngày mai, anh sẽ bảo Lục Tuyết Hy đi cùng để bảo vệ an toàn cho em, bản thân em cũng phải cẩn thận, anh giải quyết xong mọi chuyện sẽ qua tìm em. Còn nữa, đây là viên tam chuyển kim đan, tối nay em uống đi,
anh sẽ để Lục Tuyết Hy hộ pháp cho em, không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đủ để em bước vào trúc cơ kỳ. Dương Bách Xuyên lật tay lấy ra một viên tam chuyển kim đan đưa cho Triệu Nam. Triệu Nam nghe vậy liền vui vẻ, đan dược gì mà lợi hại như vậy, trực tiếp bước thẳng vào trúc cơ kỳ. Em cứ tin anh là được, đưa đan dược tăng tu vi cho em, anh cũng có thể yên tâm. Dương Bách Xuyên không nói ra chuyện anh giết Đinh Thiền của Thần Tông và Mộc Thiên Thành của Phái Thanh Thành, đỡ cho người nhà phải lo lắng. Bây giờ anh chỉ có một nguyện vọng là dùng tất cả các biện pháp để mọi người đều nâng cao thực lực. Tam chuyển kim đan còn dư lại 6 viên, chuẩn bị cho Lục Tuyết Hy một viên cho Ngô Mặc Thu uống thử, dù sao thì tam chuyển kim đan cũng có hiệu quả với tinh thần lực, nói không chừng còn có tác dụng giống với quỷ tu. Đan dược còn lại, anh sẽ đưa cho những người có khả năng tiến vào tiên thiên, cho Lục Tuyết Hy là vì cô phải bảo vệ Triệu Nam, những viên khác thì cho người tọa trấn ở Vân Môn. Tử tiên lão đầu không thể rời khỏi tổng bộ Vân Môn, nhưng thi thoảng vẫn cần Lục Tuyết Hy ra ngoài. Còn cả độc cô vô tình cũng cần phải nâng cao thực lực, hiện tại cả hai người này đều là trợ thủ đắc lực của Vân Môn. Chỉ còn 3 viên tam chuyển kim đan chắc chắn là không đủ, Dương Bách Xuyên chuẩn bị mở lò luyện đan để mọi người cùng nâng cao tu vi. Còn về chuyện anh chọc tới 2 tông môn lớn, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại cực kỳ lo lắng. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì ở bên ngoài Dương San San lại gào lên, Dương Bách Xuyên buông Triệu Nam ra, anh bảo cô đi vào mật thất để dùng tam chuyển kim đan. Chấm chấm chấm. Lúc Dương Bách Xuyên trở lại tiền sảnh thì nhìn thấy người quen, không ngờ là cô nhóc Bộ Thanh Mai tới, trong lòng anh lập tức vui vẻ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.